chương 51 Không nhìn nhân duyên sao? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vũ Hàng rất muốn nói một câu Đánh là thân, mắng là yêu Sợ hãi đem dương nhụy đùa dẫn không có ý tứ Cũng chỉ có thể thôi, chỉ vào chén trà nói ra Người như thế nào không uống, đây chính là trà ngon, bích loa xuân a. Dương nhụy cúi đầu nhìn nhìn, vừa cười vừa nói. Xác thực là trà ngon nâng chung trà lên tiểu mân một ngụm, nhắm mắt phẩm vị một lát. Ta đi ra hành tẩu giang hồ, cũng là có ta quy củ của mình, chiếm thiên vấn đấy, đoán trước tiên tri, không gì làm không được, duy chỉ có không đụng vào cảm tình. Trong mắt của ta, cảm tình loại này phức tạp và vi diệu đồ vật, cái kia đều là ông trời chú định kết quả, tự như người sinh lão bệnh tử đồng dạng, đều là thiên đạo luân hồi. Nhưng mà có giống nhau điểm, tự nhiên cũng có không cùng giờ tật bệnh cùng với tai nạn, có thể tránh cho, bởi vì những điều này đều là tối tâm bên trong đích vận mệnh tạo hóa, hóa giải cũng không sao. Nhưng là cảm tình không giống với, rất nhiều người vận mệnh, cũng là bởi vì cảm tình mà thay đổi đấy, ta cải biến cảm tình, tương đương tự là cải biến thiên mệnh, đến lúc đó, ta và ngươi đều lọt vào trời phạt đấy, hơn nữa ta thừa nhận nếu so với ngươi trầm trọng hơn nhiều. Vũ Hàng nói ra. Dương Nhụy có chút giật mình, hỏi không nhìn nhân duyên sao? Vũ Hàng mỉm cười gật đầu. Dương Nhụy lại hỏi. Nhiều như vậy thầy bói, người ta không đều là xem nhân duyên đấy sao? Vũ Hàng giải thích nói. Những cái kia đều là đem ngươi đem làm kẻ đần đồng dạng lừa dối đấy. Nếu như bọn hắn có thể giống như ta vậy vô cùng kỳ diệu, còn có thể tại đầu đường bậy quầy bán hàng kiếm cơm ăn sao? Đương nhiên, cũng có một ít hỗn, lăn lộn, nổi danh đường rồi, trong nhà cũng bắt đầu xử lý giảng đường rồi ta chỉ có thể nói tìm bọn hắn thầy tướng số đều là ngu muội không chịu nổi ngu xuẩn cam tâm tình nguyện bị người lừa dối có tiền không có địa phương bỏ ra dương Nhụy khẽ nhíu mày nói ra lời này của ngươi nói tựu có chút nặng a à, chữ bới đồng hành đây chính là tối kỵ a à. vũ hàn nghe xong ha ha nở nụ cười nói ra đồng hành nếu như ngươi đem ta theo chân bọn họ coi là thông đồng làm bậy lời mà nói cái kia chính là đối với cổ xưa mà vừa thần bí xem bói thuật tuyệt đối vũ nhục. Tốt rồi, vũ hàng đại giảng đường tan học rồi, ta xương sống thắt lưng lưng đau mà cho ngươi xoa bóp, sau đó lại miệng đắng lưỡi khô theo sát ngươi chuyện phím, không có công lao cũng cũng có khổ lao, một phần giá tiền một phần hàng, thanh toán sổ sách, ta còn muốn hạ đi ăn cơm đây này. Dương Nhụy không nghĩ tới vũ hàng vậy mà hạ lệnh trục khách, trong nội tâm có chút thất lạc, cũng có chút không nở, thời gian qua bề ngoài giống như quá nhanh cùng vũ hàng nói chuyện phím cái kia hàng lời nói thấm thía mà chậm rãi mà nói chính mình tốt như cái gì cũng đều không hiểu ở trước mặt hắn quát tháo giới kinh doanh nữ anh hùng trở thành lạc đường thiếu nữ trở nên ngây thơ vô tri dương nhụy hai tay một quán khẽ cười nói ta không có tiền ách ngươi là đang đùa dẫn ta sao theo như dây kiếm tiền dương tổng vậy mà nói mình không có tiền ngươi không biết xấu hổ nói ra miệng vũ hàng phiền muộn nói Dương Nhụy bị trêu chọc nở nụ cười, nói ra. Trên người của ta chưa bao giờ mang tiền đấy. Vũ Hàng thở dài, nói ra. Được rồi, xem như ngươi lợi hại, không nghĩ tới đệ nhất phố sinh ý tự gặp cái gạch chéo không mang bộ đồ đấy. Gạch chéo không mang bộ đồ, Dương Nhụy chỉ cảm thấy buồn cười, không cần phải ví von như vậy hình tượng A. À. Dương Nhụy nói ra. Coi như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, về sau nhất định sẽ trả lại ngươi đấy. Vũ Hàng hút một hơi thuốc, vừa cười vừa nói. Ta suy nghĩ, một cái ức vạn phú ông nhân tình, đến tột cùng sẽ đến cỡ nào đại đâu này. Dương Nhụy nói ra. Không muốn đem chỗ có chuyện đều đưa tiền đây cân nhắc, như vậy tự mất đi ý nghĩa. Vũ Hàng nói ra. Ngươi đây là đàn ông no không biết đàn ông chết đói, theo ý của ngươi, tiền tài tựu là cặn bã, bởi vì ngươi nhiều lắm, nhưng ở những cái kia cùng trong mắt người, một khối tiền, cái kia đều là phi thường trân quý đấy, cho nên người không muốn dùng người giàu có góc độ đi bình phán người nghèo đối với tiền tài khát vọng. Dương Nhụy sau khi nghe xong đã trầm mặt, chính mình có lẽ rất cao đầu chủ ý, cảm giác mình cùng vũ hàng cao nhân như vậy đàm tiền, vậy thì thật là thương cảm tình. Vì vậy theo bao trong bọc xuất ra chìa khóa xe, đưa cho Vũ Hàng nói ra. Masrati, ngươi được rồi. Vũ Hàng trực tiếp cự tuyệt nói. Lấy đi, ngươi đây là đang bố thí ta sao? dương nhụy lập tức im lặng nhìn xem vũ hàn không biết nên nói cái gì ta khai mở cái này điếm vì nuôi sống gia đình kiếm tiền không giả đồng thời cũng là vì tích thiện đi đức nếu như ta thực đem tiền tài xem vô cùng trọng lời mà nói ta nói ra đến ngươi đừng không tin trong vòng một ngày ta có thể tích lũy ức vạn tài phú trong vòng ba ngày ta có thể siêu việt ngươi một tháng ở trong ta chính là thế giới nhà giàu nhất vũ hàn nói ra bày ra cao thâm mạc trắc tư thái Vũ Hàng lời này mặc dù nói cực độ càng rỡ, nhưng Dương Nhụy đối với cái này nhưng lại tin tưởng không nghi ngờ, bằng vào Vũ Hàng bổn sự, tuyệt đối có thể làm được. Bởi như vậy, nàng cho dù trên người mang tiền cũng sẽ không cho Vũ Hàng rồi, nhất định phải thiếu nợ một mình hắn tình, chỉ có như vậy, Vũ Hàng mới có thể thời khắc nhớ thương lấy. Có đôi khi, nữ nhân nghĩ cách luôn như vậy tà ác. Đem chìa khóa xe thu hồi, Dương Nhụy ấy nấy nói. Xin lỗi rồi, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, bằng không thì trong nội tâm của ta sẽ băng khoăn đấy. Một bữa cơm tự muốn gán nợ. Vũ Hàng không thuận theo không buông tha rồi. Đương nhiên không phải, nhân tình người về tình, ta còn thiếu nợ lấy ngươi, bữa cơm này khác tính toán. Dương Nhụy nói ra. Cái này còn không sai biệt lắm. Vũ Hàn nói ra, hắn cái này bức tính toán chi ly bộ dáng giống như là chợ bán thức ăn người bán hàng rong, xem Dương Nhụy thầm nghĩ cười. Cứ như vậy, vốn là bác sĩ cùng người bệnh quan hệ, qua trong giây lát biến thành mời khách cùng đồ tham ăn vi diệu quan hệ. Dương Nhụy trước khi nói rút lui khỏi, chỉ là lại để cho tầng cao nhất cầm cao thanh kính viễn vọng nhìn xem cùng với trong xe nghe lén hủy bỏ hành động, về phần bảo tiêu, như trước tại cẩn trọng mà dưới lầu hầu lấy. Trong thấy Dương Nhụy cùng Vũ Hàng làm bạn mà đi mà đi ra, mấy cái bảo tiêu đều có giờ kinh ngạc. Vũ Hàng trông thấy Dương Nhụy cái kia chiếc phong cách Maserati, trong xe thể thao hoàng hậu đường hoàn hình dọc nước thân xe tuyệt đối bá khí bên cạnh rò đặc biệt thích hợp nữ nhân khai mở nhất là dương nhụy việc này nghiệp thành công nữ nhân ngồi vào trong xe dương nhụy trên người chỗ phát ra hương thơm càng thêm tùy ý vũ hàn nhìn xem tại đây sờ sờ chỗ đó mới là bộ dáng bị dương nhụy nhìn ở trong mắt không khỏi cảm thấy vũ hàn cũng có đáng yêu một mặt muốn ăn cái gì dương nhụy hỏi khách sạn cũng không có gì ăn ngươi biết làm cơm, tự tự mình xuống bếp cho ta làm a. À? Vũ Hàng đề nghị nói. Ách, ta buổi chiều còn có một trọng yếu hội nghị muốn mở. Dương Nhụy khó xử nói. Cái kia là chuyện của ngươi, ta có thế không xen vào. Vũ Hàng thờ ơ nói. Ngươi. Dương Nhụy bó tay rồi, lại như thế nào cũng không sinh ra khí ra, sau đó ha ha cười cười, nói ra. Vậy thì tốt, hôm nay ta là tốt rồi tốt hầu hạ ngươi vị đại gia này rất tốt ta một mực đều tại sắm vai khổ bức tơ tí ti hôm nay rốt cục có thể đã được như nguyện đem làm hồi trở lại đại gia rồi vũ hàn trêu chọc nói dương nhụy nghe xong kiều cười ra tiếng vũ Hàng trong chốc lát một cái dạng thật là đồ khó có thể nắm lấy nam nhân thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới dương nhụy đối với người này hảo cảm cũng tự nhiên bình địa thêm rất nhiều hơn nữa còn đem Trương Tĩnh Vũ cùng Tần Hạo Giang lấy ra tiến hành so sánh, đối lập về sau, ai ưu ai kém, đã thấy rõ ràng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 52 Ngươi nhất định là yêu mến ta. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dương Nhụy ở tại giá cao khu biệt thự đây là không thể nghi ngờ đấy, cư xá cổng bảo vệ tự ngưu bức vô cùng, người không có phận sự, căn bản là hỗn, lăn lộn, không đi vào, lại càng không cần phải nói những cái kia ăn trọng thổ phỉ rồi. Dương Nhụy không thể nghi ngờ là tòa tiểu khu này minh tinh hộ gia đình, trông thấy nàng cái kia chiếc tiêu chí tính Maserati, bảo an đại thật xa mà bắt đầu cho đi. Bởi vì Vũ Hàn muốn ăn Dương Nhụy tự mình làm cơm, hai người đành phải chạy đến trong siêu thị mua sắm, chính cô ta cả ngày đều bận rộn vô cùng, làm sao có thời giờ nấu cơm. Xuống bếp phòng, là phi thường cao nhã nghệ thuật, Dương Nhụy ưa thích xuống bếp, cho nên luôn tại trong lúc cấp bách rút ra nhàn rỗi, chính mình xuống bếp chính mình nhắm nháp. Theo nàng tiếp quản Dương Thị tập đoàn về sau, nàng tự cùng ba mẹ tách ra cư ngụ, ba mẹ khổ cực nửa đời người, cũng nên hưởng hưởng thanh phúc rồi. Dương Nhụy ba mẹ khi đó kết hôn muộn, mẹ của nàng 36 tuổi mới sinh nàng, năm nay nàng 25 tuổi, mẹ của nàng đã 61 tuổi. Đáng nhắc tới chính là, Dương Nhụy không để cho cha của hắn mẹ thất vọng, Dương Thị tập đoàn tại nàng dưới sự dẫn dắt, càng ngày càng cường thịnh rồi. Tinh Mỹ tuyệt luân kiểu dáng châu Âu biệt thự, chỉ xem bề ngoài, tự lại để cho người rất thích thú, đi vào đang trong xem thế nào, xa hoa trình độ lại để cho người xem thế là đủ rồi, Vũ Hàng không khỏi cảm khái, kẻ có tiền tự là tốt. Đồ dùng trong nhà, đồ điện, toàn bộ đều là tiếng Anh, không có một cái nào là Vũ Hàng có thể xem hiểu đấy. Vách tường bốn phía còn treo móc mấy tấm bích họa, đều là ngoại quốc hàng. Đối với cái loại này cao nhã nghệ thuật, Vũ Hàn thưởng thức bất động, cũng tự không đi đánh giá. Lớn như vậy phòng ở, ngươi tự mình một người ở, thật sự là lãng phí a. À? Vũ Hàn nói ra. Ta còn chưa kết hôn, đương nhiên ta một người ở. Dương Nhụy vừa cười vừa nói. Không có kết hôn không thể hai người ở. Vũ Hàn hỏi ngược lại. Người khác thế nào ta mặc kệ, dù sao ta sẽ không ngươi tùy tiện ngồi đi ta đi phòng bếp cho đại gia nấu cơm dương nhụy nói ra quả nhân ngay ở chỗ này lặng chờ tin lành vũ hàng cười hì hì nói ra dương nhụy mắt trắng không còn chút máu mang theo đồ đạc đi phòng bếp biệt thự phòng khách cực kỳ rộng rãi màn hình tinh thể lỏng tivi so sau vũ hàng cũng cao hơn đại vũ hàng thậm chí đều tại kỳ tư diệu tưởng cái này nếu phóng cái đảo quốc gia tình yêu phiến thì giác lực trung động tuyệt đối là không gì sánh kịp đó a. À. trên sàn nhà đều là không nhiễm một hạt bụi, dương nhụy không có thuê bảo mẫu, đều là nàng một người thu thập phòng ở, có thể thấy được nàng là cỡ nào cẩn thận nữ nhân. Cái này lại để cho Vũ Hàng đều không có ý tứ hút thuốc rồi, sợ làm ô uế người ta sàn nhà. Vạn nhất các nàng này nhi lại để cho Vũ Hàng bồi, cái kia Vũ Hàng chỉ có dùng thân gán nợ rồi. Nấu cơm là thứ việc tốn sức, phi thường chậm chạp, Vũ Hàng ở phòng khách đi dạo cả buổi, sau đó tự hướng lầu 2 đi đến, lầu 2 là phòng ngủ cùng thư phòng, không có gì có thể nghiên cứu đấy, lầu 3 có một trong phòng phòng tập thể thao, còn có cái trong phòng bơi lội quán. Vũ Hàng đối với cái này bơi lội quán rất cảm thấy hứng thú, nghĩ đến về sau hữu cơ sẽ, nhất định phải nhảy vào đi phịch phịch. Bất quá hiện tại còn không phải lúc, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều không phù hợp. Các loại vũ hàng du lãm một vòng mấy lúc sau trở lại phòng khách, Dương Nhụy đã đem cơm trưa đã làm xong. Ba đạo thượng hải địa phương đặt sắc đồ ăn, bác bảo việc, thịt kho tàu hồi trở lại cá, muối tiêu xương sườn, không có nồi súp là vì Dương Nhụy không có ý định ăn canh, nàng muốn cùng Vũ Hàng uống rượu. Nếm thử thế nào, ngoài trừ ba mẹ ta, ngươi là người thứ nhất ăn ta nấu cơm người. Dương Nhụy nói ra. Vinh hạnh đã đến, thụ sủng nhược kinh ta. Vũ Hàng nói ra, bắt đầu động chiếc đũa nhâm nhi thưởng thức. Dương Nhụy rót hai chén rượu đỏ, hỏi. Như thế nào đây? Bình thường thôi. Vũ Hàng nói ra. Nghe được đánh giá như vậy, Dương Nhụy sắc mặt có chút khó coi, vốn tưởng rằng Vũ Hàng biết nói, ân, mùi vị không tệ, ăn quá ngon rồi, kết quả nói cái bình thường thôi, thật sự là quá không nể tình rồi. Chấp nhận lấy ăn đi, ta cũng không phải cái gì đặt cấp đầu bếp. Dương Nhụy nói ra. Ta lừa ngươi đâu rồi, tự là muốn nhìn ngươi một chút tức giận bộ dáng, ăn thật ngon. Vũ Hàng ha ha cười nói. Ngươi cái này người, ta sinh khí có cái gì đẹp mắt đó a? À? Dương Nhụy bó tay rồi. Từ khi bị Vũ Hàng vạch trần chân thật diện mục về sau, nàng tự một lần nữa khôi phục đến chính mình nguyên bản tư thái, ngôn hành cử chỉ cái gì đấy, đều là dựa theo tiểu thư khuê các bộ kia đường tới đấy. Vũ Hàng chỉ là cười cười, không có làm ra cái gì giải thích, vùi đầu ăn cơm, theo cái kia không bị cản trở tướng ăn có thể nhìn ra, dương nhụy làm đồ ăn, xác thực ăn ngon. Vất vất vả vả mà làm xong cơm, ăn như hổ đói mà ăn xong, một lọ rượu đỏ vào trong bụng, vũ hàng không có việc gì, dương nhụy cũng là vững như bàn thạch, có thể thấy được tử lượng của nàng cũng rất bưu hãn, đều là theo ngày bình thường xã giao chính giữa rèn luyện ra đấy. Hai người đem trận địa chuyển dời đến phòng khách, dương nhụy rót hai chén năm xưa phổ nhị, hơn nữa, Dương Nhụy còn cố ý xuất ra nhập khẩu Cuba xì gà lại để cho Vũ Hàng rút. Đối với loại này mới là biểu diễn, Vũ Hàng nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ đều không có rút qua, cho nên so sánh mới lạ. Tươi sốt. Hút một hơi, đậu xanh rau má, quá sức, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thứ tốt a. À? Vũ Hàng bình luận. Ưu thích lời mà nói, ta nhiều tiễn đưa ngươi lưỡng hợp. Dương Nhụy nói ra thứ này rất quý a à, ta loại này dân nghèo dân chúng rút không dậy nổi vũ hàng nói ra hiện nay hắn còn rút lấy thuốc lá thơm như loại này giá cao xì gà một căn tựu hơn một ngàn khối đây không phải hút thuốc rút chính là huyết a à. dương nhụy cười, cười cười sau đó nói vũ hàng ngươi làm tâm lý chuyên gia thật sự là nhân tài không được trọng dụng rồi không bằng đi theo ta làm việc a à, lương một năm cho ngươi khai mở một trăm vạn lại xứng một chiếc xe nhãn hiệu ngươi tùy tiện chọn, mặt khác ta cho ngươi thêm một bộ biệt thự, như thế nào đây? Vũ Hàng nghe xong ngây ngẩn cả người, chầm chầm vào dương nhụy cái kia trương xinh đẹp mặt, không ngừng mà xem, trực tiếp đem dương nhụy xem không có ý tứ, vừa cười vừa nói. Như vậy xem ta làm gì vậy à? Ngươi nhất định là yêu mến ta rồi, bằng không thì sẽ không đối với ta tốt như vậy, lương một năm trăm vạn, xứng xe tống biệt thự, bà mẹ nó, ta hà đức hà năng, giá trị nhiều tiền như vậy. Vũ Hàng hỏi ngược lại. Dương Nhụy Thanh Thúy mà cười cười, nói ra: "Đừng quá khiêm tốn, ít xuất hiện là chuyện tốt, nhưng là quá vô danh, cái kia chính là lãng phí." Vũ Hàng hỏi: "Vậy ngươi nói một chút, lại để cho ta đi theo ngươi làm cái gì?" Tổng giám đốc trợ lý a, ta thiên nam địa bắc mà chạy khắp nơi, thế giới các nơi bốn phía phi, thường xuyên gặp được một chút phiền toái công việc, ta mấy cái bảo tiêu, tuy nhiên đều là bộ đội đặc chủng xuất thân nhưng có chút thời điểm cũng thường xuyên như xe bị tuột xích, ta một mực đều muốn tìm cái toàn năng kiểu bảo tiêu, nếu không có phù hợp đấy. Dương Nhụy thẹn thùng nói. Ngươi xem ta phù hợp. Vũ Hàng cười hỏi. Phù hợp không có bên cạnh rồi, ngươi có thể biết trước, nếu có nguy hiểm gì lời mà nói, ngươi sớm tự có thể biết, ngươi không làm đặc công, cái kia chính là quốc gia tự tổn thất lớn. Dương Nhụy nói ra. Vũ Hàng hút một hơi xì gà, sau đó nói ngươi khai ra điều kiện xác thực rất hấp dẫn người bất quá làm người đều là có nguyên tắc đấy nếu như ngươi ngày hôm qua nói lời ta khả năng còn sẽ xem xét nhưng là bây giờ nói đã chậm vì cái gì à dương nhụy khó hiểu mà hỏi thăm của ta tư gia phòng khám bệnh hôm nay bản tên khai trương tự tiếp ngươi như vậy một khách quen hay là không trả tiền chơi xỏ lá đấy hiện tại ngươi tự lại để cho ta đổi nghề làm tổng giám đốc trợ lý ngươi cảm thấy thích hợp sao? Vũ Hàn nói ra. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 53 Vậy ngươi muốn hay không xem? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cái này có cái gì à? Ngươi mở cửa xem bệnh mệt chết việc cực có thể lợi nhuận mấy cái tiền a à? nói sau hiện tại làm hảo hảo đấy, đi ăn mán khác cũng là phô thiên cái địa, đổi nghề loại chuyện này, mỗi ngày đều tại phát sinh, vì cái gì cũng là có thể rất tốt mà sinh hoạt rất tốt mà phát triển nắm chắc cơ hội mới là trọng yếu nhất vũ hàn hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc dương nhụy tận tình khuyên bảo nói không dám cân nhắc vũ hàn nói ra nói như thế nào dương nhụy hỏi ta làm ngươi tổng giám đốc trợ lý cả ngày với ngươi sớm chiều ở chung lâu ngày sinh tình làm sao bây giờ ngươi yêu mến ta làm sao bây giờ ta trở thành tiểu bạch kiểm làm sao bây giờ, những điều này đều là phi thường sự thật vấn đề a. À? Vũ Hàng nói ra. Đừng tự kỷ được không, ngươi tự như vậy tự tin ta sẽ yêu mến ngươi. Dương Nhụy vừa cười vừa nói. Tôi thích là yêu khúc nhạc dạo, ngươi không thích ta mà nói, sẽ để cho ta làm ngươi tổng giám đốc trợ lý. Vũ Hàng hỏi ngược lại. Dương Nhụy đã trầm mặt, Vũ Hàng nói chuyện nói trúng tim đen, lại để cho nàng cũng không biết như thế nào nói tiếp. Thẹn thùng là nữ hài bản tính, dương nhụy tuy nhiên là nữ cường nhân, nhưng cũng nhìn không được nửa thẹn thùng, sau khi từ biệt đầu không hề nhìn Vũ Hàng. Hảo ý của người ta tâm lĩnh, về phần tổng giám đốc trợ lý chức vị kia, ta thật sự không thích hợp. Nói sau, ta trước mắt hay là phục sáng đại học một đứa học sinh, việc học làm trọng, như thế nào làm trợ lý? Vũ Hàng nói ra. Dương nhụy gượng ép cười cười, nói ra. Vậy coi như rồi. Vũ Hàng ừ một tiếng, đứng dậy nói ra. Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên rút lui, cảm ơn ngươi cơm trưa cùng xì gà, ân, cái này phổ nhị cũng không tệ. Ngươi làm gì thế, đi à? Dương Nhụy hỏi. Không đi còn có thể ở lại ở đây. Ngươi dưỡng ta. Vũ Hàng hỏi ngược lại. Buổi chiều nghị viện ta đều không mở, đem thời gian lấy ra giúp ngươi, lúc này mới vừa cơm nước xong xuôi ngươi tự muốn vỗ vỗ bờ mông rời đi dương nhụy nói ra vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa vũ hàn hỏi lưu lại theo giúp ta bằng không thì tự quá lãng phí thanh xuân rồi dương nhụy cường thế nói bà mẹ nó buổi chiều nói không chừng còn có người bệnh đến nhà bái phỏng đâu rồi ngươi chậm trễ ta kiếm tiền a à? vũ hàn nói ra dương nhụy gặp vũ Hàng như vậy yêu tài như mạng theo bao trong bọc móc ra một tấm thẻ chi phiếu trực tiếp đập đến trên mặt bàn nói ra. Trong lúc này có 20 vạn, mua người xế chiều hôm nay, có đủ hay không? Vũ Hàng đặt mông ngồi xuống, lập tức nói. Các loại tư thế các loại cùng, ngươi muốn như thế nào tựu như thế nào? Dương Nhụy khi khi một tiếng nở nụ cười, Vũ Hàng thật là đáng yêu. Sau đó đem chi phiếu đưa cho Vũ Hàng, bất quá Vũ Hàng lại không tiếp, Dương Nhụy hỏi tại sao lại không muốn rồi hả vũ Hàng nói ra ngươi cho rằng ta tự như vậy quan tâm tiền ấy ư biết rõ ngươi vì ta ngay cả công tác cũng không để ý về tình về lý ta đều muốn cùng ngươi đến cùng a à. biết rõ ngươi muốn dạo phố ta giúp ngươi đi thôi cho ngươi sắm vai cả buổi bạn trai chỉ này một hồi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa dương nhụy nghe xong ngây ngẩn cả người cả buổi mới kịp phản ứng trên mặt lộ ra sáng làng mỉm cười đứng dậy lôi kéo vũ hàng cánh tay vui vẻ nói vậy thì tốt chúng ta vậy thì xuất phát đối với bình thường nữ hài tử mà nói dạo phố loại này tùy tâm sở dục sự tình chỉ cần có không là có thể mình thỏa mãn nhưng là như dương nhụy loại này người bận rộn cái kia quả thực tự là một loại hy vọng xa vời vĩ đại giác sơn thế giới thiên vương cái kia có thể nói là phong quang vô hạn fans hâm mộ ức vạn chi chúng đi tới chỗ nào đều là vàng chúng chú mục chính là tiêu điểm nhưng mà hắn mơ ước lớn nhất tựu là có thể như người bình thường như vậy đi siêu thị mua sắm, đi dạo phố mua chính mình ưa thích đồ vật. Có thể đi gặp thượng đế là bực nào công bình, cho ngươi tự do, cho không được ngươi danh vọng, cho ngươi danh vọng, lại cho không được ngươi tự do. Vì lần này dạo phố, Dương Nhụy còn cố ý tiến vào phòng ngủ tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, lại thay đổi một bộ quần áo, cũng có thể nói thành là mặt khác một loại phong cách, thanh thuần tịnh lệ, đủ cái trắm váy ngắn, người chỉ cần lớn lên xinh đẹp vô luận như thế nào ăn mặc cái kia đều là phong quan vô hạn tốt lái xe chạy đến nam kinh lộ đường dành riêng cho người đi bộ sau đó hai người tự như một đôi tiểu tình lữ tự như kéo cánh tay sóng vai mà đi vũ Hàng phát hiện cánh tay của mình luôn như vậy nổi tiếng luôn có nhiều như vậy mỹ nữ muốn kéo cái này có lẽ cũng là một loại phúc khí a à. ngày mùa hè chói chang phóng nhãn nhìn lại tất chân khắp nơi trên đất chắn noãn đùi gãy sát bao nhiêu người mắc chó từng đào tịnh lệ thân ảnh cùng thành thị này phồn hoa hòa lẫn hình thành một loại khó nói lên lời thị giác trùng kích hưởng thụ vũ hàng trên người mặc quần áo lão thổ cực kỳ nhưng nhưng không cách nào che giấu hắn độc chiếc có đích nhân cách mị lực không có người sẽ ghét bỏ hắn nói tục biết rõ hắn không giống người thường người càng là sẽ không mà là sẽ cảm thấy hắn loại này ăn mặc phong cách đó là một loại tiền vệ thời thượng cùng thủy triều trước mua cho ngươi a à, ngươi cũng nên thay đổi phong cách rồi. Dương Nhụy rất uyển chuyển nói. Hôm nay là cùng ngươi dạo phố, ta không đáng mua quần áo, hay là chính ngươi mua a? À? Vũ Hàng nói ra, hắn đối với ăn mặc thực không có gì khái niệm, cảm giác, cảm thấy chỉ cần giấu giếm thịt là được. Mua cho ngươi hết ta lại mua, đi thôi. Dương Nhụy nói ra, không để cho Vũ Hàng bất luận cái gì phản bác chỗ trống, liền lôi kéo hắn đi vào cửa hàng vũ hàng mặc tây phục nhất định là không thích hợp đấy hay là hưu nhàn một điểm thì vẫn còn tốt hơn cái gì meter ban uy dây cơ jones loại này rác rưởi nhãn hiệu dương nhụy căn bản chính là không rảnh mà để ý không hỏi có thể nói là khó nhập nàng pháp nhãn nàng ưu ái đều là những cái kia châu âu hàng dù sao đều là tiếng anh vũ hàng một câu xem không hiểu chỉ cần dương nhụy cảm thấy mặt lên người đẹp mắt vậy là được rồi trải qua dương nhụy tinh khiêu tế tuyển cho vũ hàng mua vài món thương cảm quần thường cùng dây lưng giày quầy thu ngân tính toán giữ vài món y phục trách rưới lại muốn hơn 10 vạn chứng kiến mấy cái chữ kia vũ hàng thiếu chút nữa nước tiểu sụp đổ cái này quá lừa bố mày đi à nha vũ hàng phiền muộn nói dương nhụy không có chơi cười vũ hàng chỉ là bình thản nói rất bình thường những điều này đều là thế giới hàng hiệu theo bao trong bọc xuất ra thẻ tín dụng nhẹ nhõm một soát túi sách tử loại này việc tốn thể lực tự nhiên là có vũ hàn phụ trách sau đó tự chủ công nữ tính khu vực lòng thích cái đẹp mọi người đều có nữ nhân đối với quần áo mà nói càng là bắt bẻ vô cùng nhất là dương nhụy loại nữ nhân này vũ hàn cảm thấy rất nhiều quần áo đều xinh đẹp vô cùng nhưng là đến nàng chỗ đó tự trở nên bình thản không có gì lạ không có gì ý mới cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bảo trì trầm mặc nam nhân cùng nữ nhân quan điểm thẩm mỹ có rất lớn bất đồng câm miệng a à, nàng thích gì chính là cái gì rồi dương nhụy mỗi lần chọn trúng một kiện sẽ gặp hỏi trước vũ hàng có đẹp hay không vũ hàng không ngừng gật đầu nói ngươi xuyên đeo cái gì cũng tốt xem dương nhụy sẽ quệt mồm nói vũ hàng không thành thật nghe xong lời này vũ hàng càng là sụp đổ muốn nói mang theo vũ hàng đi mua váy giày cao gót những vật này lời mà nói cái kia cũng không có cái gì lại để cho người xấu hổ chính là Dương Nhụy vậy mà mang theo Vũ Hàng đi mua nữ tính nội y, trông thấy bốn phương tám hướng đều treo đủ loại kiểu dáng nội y, hồng hắc đấy, bịt bợm chồng chất, thật sự là một cái hoa mắt. Dương Nhụy cầm một cái màu tím đồ hàng len lóc ngực đối với Vũ Hàng hỏi. Cái này cái xem được không? Vũ Hàng xấu hổ nói. Tạ đối với cái này không có nghiên cứu. Dương Nhụy cười cười, nói ra. Ngươi tự nói nhìn xem có xinh đẹp hay không? cái này chỉ có xuyên thẳng mặc vào sau mới biết được. Vũ Hàng buông tay nói ra. Dương Nhụy cười tà hỏi. Vậy ngươi muốn hay không xem? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 54 Cầm đao cướp bóc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vũ Hàng ho nhẹ hai tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói. Vấn đề này tự có chút nghiêm trọng rồi, ta nếu ngươi lão công lời mà nói, cái kia đừng nói là nhìn, sờ sờ cũng không có vấn đề gì, nhưng ta không phải là ngươi lão công, nếu nhìn lời mà nói, cái kia chính là chính cống lưu manh rồi, nếu như ngươi kiên trì muốn ta nhìn, cái kia chính là mặt khác một sự việc nhi rồi. Dương Nhụy cười cười nói ra, miệng lưỡi trơn tru, đưa trong tay lót ngực buông, tiếp tục xem xét thích hợp hơn chính mình đấy. Vũ Hàng tiếp tục bảo trì bình tĩnh, rất muốn hút thuốc, nhưng cửa hàng ở bên trong nghiêm cấm khói lửa, chỉ có thể nghẹn lấy các loại đi ra ngoài lại rút. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến tiếng thét chói tai, hơn nữa còn kèm theo thủy tinh nghiền nát thanh âm, vũ hàng không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó, rất nhiều người cũng bắt đầu sức chạy mà bắt đầu, bọn chúng đều là thần sắc bối rối. Có biến. Vũ Hàng nói ra. Tranh thủ thời gian báo động, bên kia có cầm đao cướp bóc đấy, ai nhà má ơi có một bác gái từ đằng xa đã chạy tới, khẩn trương nói. Cướp bóc đấy. Dương Nhụy cả kinh nói. Không có gì lớn đấy, việc rất nhỏ, đi, qua đi xem. Vũ Hàng bình tĩnh tự nhiên nói, Dương Nhụy vội vàng bước nhanh tiến lên, kéo Vũ Hàng cánh tay, có lẽ tại nàng xem ra, như vậy tương đối mà nói so sánh có cảm giác an toàn a. À. Vũ Hàng mang theo Dương Nhụy đi vào sự tình phát địa điểm, lúc này đã có đại lượng quần chúng ở phía xa vây xem, may mắn vũ hàng cái đầu tương đối cao, đối mặt chung quanh một đám thấp bẩn thiểu xấu cùng phân đất, cho. Nguyên, hắn vẫn có thể đủ tin tường chứng kiến cướp bóc tình cảnh. Một cái hai mươi nhiều tuổi người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà cầm dao găm ghiềm chặt một cái nữ hài cổ, cô bé kia dọa được bờ mông nước tiểu lưu, nước mắt ào ào đi xuống đất lưu, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Thả ta đi, thả ta đi, cầu vang ngươi. Mà người kia hiển nhiên là điên cuồng, đối mặt nữ hài cầu xin tha thứ, không nhìn thẳng. Theo ánh mắt của hắn trong đó, Vũ Hạn có thể nhìn ra, hắn sợ dĩ muốn bắt cóc nữ hài, cũng không phải xuất phát từ bổn ý. Vây xem quần chúng nhóm. Đám bọn họ đều tại nhau nhau nghị luận, không biết nội tình, châu đầu ghé tai đấy, ồn ào vô cùng. Vũ Hàng thi triển thuật độc tâm, làm rõ ràng sự tình nguyên do, sau đó tự đối với Dương Nhụy nói ra. Đây là một đôi tiểu tình lữ cùng một chỗ hơn 5 năm rồi đã đến đàm hôn luận gã tuổi thọ nhưng là cô bé này ghét bỏ tiểu hỏa nhi không có tiền nuôi sống không dạy nổi nàng sau đó liền làm người ta tiểu tam kết quả bị tiểu hỏa nhi đã biết sau đó tự cưỡng bức nàng phương thức có chút cực đoan nhưng cái này cũng là vì yêu a à. ai hiện tại nữ hài cứ như vậy bợ đích nịnh bợ nhưng là không đáng như vậy a à, cái này nam cũng thiệt là dương nhụy cảm khái nói đúng lúc này cửa hàng bảo an đến rồi, gặp được loại này khó giải quyết tình huống, bảo an cũng là thúc thủ vô sách, sau đó tự đứng ở bên cạnh khích lệ nói cái gì đấy. Thế nhưng mà cái kia tiểu hỏa nhi cũng đã đem điên cuồng triển khai, vậy khẳng định là muốn tiến hành rốt cuộc. Thông qua giải độc nội tâm thế giới, Vũ Hàng hiểu rõ đến, cái này nằm chính là chuẩn bị đập nồi dìm thuyền rồi ở trong mắt hắn xem ra, chính mình như vậy yêu nàng, vậy mà như vậy không biết xấu hổ mà phản bội ta, còn con mẹ nó cho người làm thiếp ba, vì chính là có thể mua nổi hàng hiệu bao bao cùng quần áo, vô sĩ, thấp hèn, các loại hình dung từ cũng không thể hoàn mỹ mà cho thuyết minh. Chính mình thân xử nam đều cho nàng rồi, mà nàng lúc trước cũng không phải là xử nữ, ở trước đó, cũng đã bị rất nhiều người kỵ đã qua, chính mình bất kể hiềm khích lúc trước, nàng còn như vậy không biết xấu hổ, ai nha, thật là đáng chết. Phải đợi cảnh sát đuổi tới hiện trường, chỉ sợ cô bé này tự hương tiêu ngọc tổn rồi đàm phán chuyên gia chỉ sợ cũng khuyên bảo không được cái này phẫn thế chàng trai rơi vào đường cùng vũ hàn đành phải mở rộng thoáng một phát dân tộc đại nghĩa rồi sau đó đối với dương nhụy nói ra ngươi ở chỗ này chờ ta đi qua thoáng một phát ngươi làm gì thế dương nhụy vội vàng hỏi nói ta đi anh hùng cứu mỹ nhân a à? vũ hàn nói ra ngươi như thế nào cứu dương nhụy tò mò hỏi như thế này ngươi sẽ biết Vũ Hàng cười ha hả nói. Giờ điếu thuốc hút một hơi, sau đó hướng mặt trước lách vào đi. Nhường một chút, nhường một chút. Đi vào trong tràng ương, cự ly này hai người chỉ có bốn năm em mờ xa, tiểu hỏa nhi chứng kiến Vũ Hàng, trực tiếp ác ngữ bẩm báo. Ngươi làm gì thế, cút nhanh lên. Vũ Hàng hút một hơi thuốc, không quan tâm hắn chửi rủa, cười ha hả nói. Huynh đệ, ngươi là muốn ta bạo lực giờ đâu rồi, hay là nhẹ nhàng một chút đâu này? Cái kia tiểu hỏa nhi hiển nhiên không có minh bạch vũ hàn nói lời này là có ý gì? Vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó mặc kệ mọi việc nói, tranh thủ thời gian cút cho ta, bằng không thì ta giết chết nàng. Không muốn, không muốn a, à. ngươi cút nhanh lên a, à, chớ đứng ở chỗ này ở bên trong, mau cút a. À. Nữ hài sợ tiểu hỏa nhi động thật sự, cho nên sợ hãi phải chết, cũng đúng vũ hàn ác ngữ công kích một bà nước mũi một bà nước mắt nói muốn lại để cho hắn xéo nhanh mẹ nó đi đừng chọc giận tiểu hỏa nếu không mình tự khó giữ được cái mạng nhỏ này nữa a à. vũ hàng vậy thì mất hứng nói ra mỹ nữ ta đây là tại cứu ngươi a à, ngươi không lĩnh tình vậy thì thôi cũng không đáng như vậy đối đãi ân nhân của ngươi a à, ngươi nói ngươi lại để cho ta tình làm sao chịu nổi a à. tình ngươi ma lạc bên cạnh a à, ngươi lăng không lăng không lăng ta động thủ a à. Tiểu Hỏa Nhi khiển trách quát mắng. Vũ Hàng Trường thở dài, sau đó lắc đầu nói ra. Vốn còn muốn đối với ngươi nhẹ nhàng một chút đâu rồi, kết quả ngươi thằng này rất không tán thưởng, cho nên. Chứng kiến Vũ Hàn cười tạ bộ dáng, Tiểu Hỏa Nhi cảm thấy có chút bất an, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy Vũ Hàng cất bước tiến lên, tốc độ kia nhanh đến tựa như một đạo thiểm điện, Tiểu Hỏa Nhi chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, sau một khắc, chủy thủ trong tay mình liền lặng yên không một tiếng động mà bị người đã đoạt đi, còn không có có kịp phản ứng là chuyện gì, thân thể của mình tự bay rớt ra ngoài, cùng nữ hài triệt để chia lìa, thẳng đến chính mình hung hăng mà đụng tại sau lưng thủy tinh thụ trên cửa thời điểm, trên thân thể mới truyền đến đau đớn kịch liệt. Vũ hàng công kích, so đầu dây thần kinh truyền lại đều phải nhanh hơn. Thủy tinh tủ kính âm âm nghiền nát, tiểu hỏa nhi vẻ mặt khổ tương, kêu thảm thiết quả thực tự là tê tâm liệt phế thấy như vậy một màn, ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Dương Nhụy càng là dùng tay che miệng lại ba, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Vũ Hàng. Không có biện pháp, Vũ Hàng ra tay tốc độ thật sự là mau kinh người, thế cho nên mọi người chỉ là chứng kiến mơ hồ ảo ảnh. Sau một khắc, tiểu hỏa nhi đã bay, Vũ Hàng đứng ngạo nghễ tại chỗ, như trước là như vậy tư thế hiên ngang. Mới vừa rồi còn bị dao găm mang lấy cổ nữ hài, nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn qua Vũ Hàng, một câu cũng nói không nên lời. Vũ Hàng gõ gõ khói bụi, đối với nữ hài vừa cười vừa nói. Mỹ nữ, ngươi không ngại nói với ta tiếng xin lỗi a? À. Đối mặt Vũ Hàng ẩn giấu khôi hài tư thái, nữ hài không phản bác được. Cửa hàng mấy cái bảo an rất biết đoạt công, trông thấy Vũ Hàng nhẹ nhõm chế ngự đồng phục tiểu hỏa, lập tức nhào tới đưa hắn chế phục. Vũ Hàng chứng kiến nữ hài còn chưa theo sợ hãi chính giữa tỉnh táo lại, liền không hề cùng nàng trêu chọc cái gì, quay người hướng phía Dương Nhụy đi đến, tại trước mắt bao người, đi vào Dương Nhụy trước mặt, khẽ cười nói. Chúng ta đi thôi. Dương Nhụy nhẹ gật đầu, trước sau như một mà kéo vũ hàng cánh tay, nhanh chóng trốn rời hiện trường. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 55 Không thỉnh ta đi lên ngồi một chút. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Dân gian cao thủ tại đô thị trong nước nước ngoài mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều thiên kỳ bách quái sự tình rất nhiều đều bị máy chụp ảnh ghi chép lại vũ hàng cùng dương nhụy vừa đi chung quanh những cái kia quần chúng nhóm đám bọn họ liền nhau nhau lấy điện thoại di động ra cho hắn chụp ảnh đùng đùng không dứt cái kia gọi một cái sắc bén vũ hàng bước chân không thể không nhanh hơn lại thêm nhanh theo cửa hàng ra bên ngoài thời điểm ra đi dương nhụy hỏi ngươi còn có thể công phu à vũ hàng ha ha cười nói ta cái gì đều biết. Dương nhụy mắt trắng không còn chút máu, đối với Vũ Hàng tự kỷ, nàng không có lời nói có thể nói, loại người này tự là trang bức không sợ gặp xét đánh. Liên tiếp lại đi dạo mấy cái cửa hàng, ly khai đường dành riêng cho người đi bộ thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối rồi bởi vì đưa di động điều thành yên lặng, cho nên móc ra xem xét thời điểm đem Vũ Hàng lại càng hoảng sợ, mười mấy cái không nghe. Ở trong đó Tần Văn Sam tự cho mình đánh 8 cái hoa lệ oánh bốn cái, giang yến hy hai cái, trúc y hương sáu cái, còn có mấy cái lạ lẫm số. Bởi vì quá nhiều, Vũ Hàng cũng tự không đồng nhất một hồi phục rồi. Dương Nhụy mang theo Vũ Hàng đi ăn Hàn Quốc xử lý, đối với Hàn Quốc những này mỹ thực, Vũ Hàng cũng không có hứng thú. Tại cửa hàng thấy tận mắt thức qua Vũ Hàng sắc bén cùng bá khí, đối với Dương Nhụy mà nói, càng thêm xác định lúc ban đầu nghĩ cách, nhất định phải đem Vũ Hàng đào được bên cạnh mình, nếu là có như vậy cận vệ cái kia sau này mình tuyệt đối là đi ngang bất quá chuyện này không thể nóng vội phải hiểu được tiến hành theo chất lượng vũ hàng loại người này ăn mềm không ăn cứng mặc dù chỉ là mới vừa quen nhưng là dương nhụy vẫn có thể đủ nhìn ra dù sao nàng cái này chủ tịch cũng không phải làm không đấy nếu như sẽ không thức người công ty sớm đóng cửa rồi ăn cơm xong dương nhụy lái xe đưa vũ hàng về nhà phân lúc khác dương nhụy nói ra Vũ Hàn, cuối tuần ta khả năng muốn đi pa.eri đi công tác, hy vọng đến lúc đó ngươi có thế cùng ta. Vì cái gì? Vũ Hàn hỏi. Lần này là đi nói chuyện làm ăn, có thể sẽ gặp được một chút phiền toái, ta những người hộ vệ kia lo lắng. Dương Nhụy chi tiết nói ra. Vũ Hàn cười hỏi. Ngươi đối với ta cứ yên tâm. Đương nhiên. Dương Nhụy nói ra. Đến lúc đó rồi nói sau, ta không nhất định sẽ có thời gian. Vũ Hàn nói ra. Nghe thấy Vũ Hàn nói như vậy, Dương Nhụy trong nội tâm có chút thất lạc, nhưng là không có đa tưởng cái gì, mỉm cười, nói ra. Vậy được rồi. Bạn trai sắm vai đến đây là kết thúc, cảm ơn ngươi hôm nay mua cho ta quần áo, còn có mỹ vị bữa tối, ta biết rõ ngươi rất vui vẻ, bởi vì ta cũng rất vui vẻ. Vũ Hàn nói ra, đây là tổng kết tính lên tiếng không thỉnh ta đi lên ngồi một chút. Dương Nhụy thăm dò tính mà hỏi thăm. Mười giờ hơn, đây là một cái phạm tội xuất tỷ lệ, nhiều lần phát thời gian đoạn, cô nằm quả nữ cùng một chỗ, rất dễ dàng ma sát ra kích tình hỏa hoa, ở phương diện này, ta còn không có có chuẩn bị tâm lý, cho nên không dám để cho ngươi đi lên. Vũ Hàng nói ra. Này, tư tưởng có thể hay không đơn thuần điểm, ta tự như vậy không có hảo ý sao? Hơn nữa, ta là nữ A, còn có thế với ngươi đùa nghịch lưu manh hay sao? Dương Nhụy hỏi. Xác thực, hiện tại nữ lưu manh hoành hành ngang ngược, đối với ta loại này độc thân quý tộc, phải tăng cường đề phòng A. Vũ Hàn cười ha hả nói. Dương Nhụy không phản bác được, cùng Vũ Hàn tranh cãi, vĩnh viễn đều là đang ở hạ phong, bất đắc dĩ mà nở nụ cười, sau đó nói. Được rồi, ta nói bất quá ngươi. Đưa đến Dương Nhụy, Vũ Hàn liền trực tiếp về nhà ngủ, tắm rửa, đem hôm nay mua được quần áo mới lấy ra thay đổi đứng tại phía trước gương dùng lực mà xuống mỹ xem đủ nhìn chán mới xem như thay đổi đại quần cọc đi phòng khách xem tv uống bia những cái kia là lẫm dãy số khẳng định đều là của mình khách hàng đối với mình không chuyên nghiệp cùng bỏ rơi nhiệm vụ vũ hàng biểu thị rất bất đắc dĩ tần văn sam biết rõ vũ hàng đem nàng lừa dối đến huấn luyện quân sự căn cứ sau đó chính mình lưu rồi khẳng định phi thường khó chịu hoa lệ oánh gọi điện thoại đoán chừng là hỏi sinh ý thế nào giang yến hy đoán chừng là ân cần thăm hỏi trúc y hương đó là mối tình đầu hiện nay vũ hàng tánh mạng ở bên trong đã liên tiếp xuất hiện hai cái hoa hậu giảng đường một cái lô ly một cái mỹ phụ một cái ngự tỷ giang yến hy cùng trúc y hương là hoa hậu giảng đường tần văn sam là lô ly hoa lệ oánh là mỹ phụ dương nhụy là ngự tỷ nghe quả thật có thể đủ lại để cho người ý nghĩ kỳ quái chỉ cần vũ hàng hơi chút hạ giờ công phu có thể đem các nàng dễ như trở bàn tay nhưng mà vũ hàng chỗ truy cầu cảnh giới thì là mặc cho khác nước ba ngày ta chỉ lấy một hồ lô ẩm chính là vì như vậy cho nên hắn mới có thể xoắn suýt vạn phần này cũng cũng trách không được vũ hàng trang bức cái gì đấy thử nghĩ thoáng một phát một cái vừa mới vừa xuất sơn chưa từng gặp qua đại các mặt của xã hội không có trải qua nhân sinh mưa gió tình cảm lòng chua xót cực phẩm đại xuất ca, tâm tư còn là phi thường thuần khiết đấy. Đều nói những cái, kia phong lưu thành tánh lũ tiểu tử, cũng không phải trời sinh chính là như vậy tiêu sái, đều là vì hậu thiên nguyên nhân chỗ tạo thành đấy, có chút là bị tình gây thương tích, có chút là bất cần đời, trong lúc này liên lụy quá phức tạp hơn nguyên nhân. Vũ Hàng tuyệt đối có làm loạn bụi hoa thực lực, nhưng mà cảnh giới của hắn còn không có có đạt tới cái loại tình trạng này, cho nên tự làm từng bước mà thuần khiết đi xuống đi, làm một cái có phẩm có yêu có đức cực phẩm nam nhân tốt, đây mới là vũ hàng nhất hướng tới đấy. Một giấc ngủ đến Thái Dương phơi nắng tại trên mông đít, Vũ Hàng mới xem như lười biến mà từ trên giường bò lên, duỗi lưng một cái, thực mẹ nó thoải mái. Rửa sạch qua đi thay đổi tiệm quần áo mới, đi dưới lầu ăn điểm tâm. Kết quả còn không đợi đi ra ngoài, điện thoại liền vang lên, lấy ra xem xét, như trước là lạ lẫm số. Đối với cái này, Vũ Hàng đã thành thói quen, Hoa Lệ oánh tại làm mai mối thể mở rộng thời điểm, nhất định là đem số di động của mình rõ ràng nhớ lên rồi, nói cách khác, người khác là tuyệt đối tìm không thấy chính mình đấy. Này, ngươi tốt. Vũ Hàn rất có lễ phép hỏi hậu nói. Vũ bác sĩ ở nhà sao? Người nọ đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Ân, ở nhà, ngươi là xem bệnh a? À? Vũ Hàn hỏi. Bệnh không trọng tựu cũng không tìm ngươi rồi, ta tự dưới lầu ngươi ở nhà lời mà nói, ta liền trực tiếp đi lên. Người kia nói, ân, được rồi. Vũ Hàng nói ra, cái thằng này còn rất lưu loát đấy, xem ra bữa sáng cũng không cần ăn hết. Giờ điếu thuốc hút, coi như là nâng nâng thần. Sau một lát, chuông cửa liền vang lên, Vũ Hàng qua đi mở cửa, trông thấy một người trung niên đại thúc đứng ở trước cửa, làn da ngâm đen, dáng người ụt ịch, khiên mập bụng nạm, hói đầu, mặt đại cổ thô, như vậy hình dung hắn một điểm đều không quá phận. Sau lưng còn đứng lấy hai cái âu phục thẳng, kính trăm dày da tùy tùng, đây là trong truyền thuyết chức nghiệp bảo tiêu, mặt mũi tràn đầy khinh thường quần hùng. Vũ Hàng khẽ cười nói. Xin chào, mời đến. Trung niên đại thúc cái kia u buồn ánh mắt, xem ra giống như là chưa tỉnh ngủ, nhẹ gật đầu liền cất bước đi vào, sau lưng cái kia hai gã bảo tiêu theo sát đuổi kịp. Ngắm nhìn bốn phía, không có làm ra cái gì đánh giá, Vũ Hàng hỏi: "Tiên sinh, nói nói ngươi bệnh trạng a. À? Nghe nói ngươi là tâm lý chuyên gia, rất thâm niên cái chủng loại kia." Trung niên đại thúc thao, 20, lấy một ngụm lưu loát Hà Nam thổ ngữ nói ra. Vũ Hàng khiêm tốn nói: "Thâm niên không dám nhận. Ta tâm sự rất nhiều, ngươi nếu có thể đem ta nói sáng rồi, muốn bao nhiêu tiền cho ngươi bao nhiêu tiền." Trung niên đại thúc nói ra. Vũ Hàng mỉm cười làm ra thỉnh thế nói ra tiên sinh bên trong mời trung niên đại thúc quay đầu đối với hai gã bảo tiêu nói ra các ngươi ở chỗ này chờ đó cho ta sau đó cùng lấy vũ hàng hướng thăm hỏi thất đi đến vũ hàng rót hai chén bích loa xuân sau đó lấy ra dương nhụy tiễn đưa cho mình nhập khẩu cuba xì gà hai người tự ngồi cạnh cửa sổ trên bàn trà chuẩn bị khai mở trò chuyện trước mắt thằng này xem xét cũng biết là điển hình người giàu có trên cổ xích vàng tử rất là một cái vừa thô vừa to, tay phải ngón cái bên trên còn đeo một cái lăm ngọc ban chỉ, đoán chừng cũng là giá cả xa xỉ. Như vậy khách hàng, nếu hầu hạ tốt rồi, phải nổi giận tài a? À. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 56 Phú ông Trần Nhị Cẩu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Vũ Hàng hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào à? Trung niên đại thúc hút một hơi xì gà nói ra. Trần nhị cẩu, tên là gia gia cho ta khởi đấy, đều là nông dân, không có gì văn hóa, rất dế nhũi. Vũ Hàn cười ha hả nói. Không thể nói là dế nhũi, chỉ có thể nói rất có quê cha đất tổ khí tức. Trần nhị cẩu cười yếu ớt, tiếp tục nói. Ta trước nói với ngươi nói chuyện của ta à, ta tiểu học không có tốt nghiệp, chữ to không nhìn được mấy cái, nông thôn xuất thân, cha mẹ đều là trồng trọt đấy, cùng cà lơ phất phơ, ở ba gian phá nhà ngói, đáng giá nhất tựu là trong nhà cái kia đầu con bò già, cày ruộng cái gì toàn bộ nhờ nó. Khi còn bé trong nhà nghèo, 10 năm 8 đời không kịp ăn dừng lại một chầu thịt, khi đó mơ ước lớn nhất tựu là lúc sau nếu có trước rồi, mỗi ngày đều muốn thịt cá, ăn một chén ngược lại một chén, sau đó lấy cái xinh đẹp con dâu, sinh một đống em bé. Vũ Hàng nghe xong nở nụ cười, cũng không có chút nào khinh bỉ chi ý. Trần nhị cậu uống một ngụm trà, không phải tiểu mân, mà là miệng lớn mà uống, rất không bị cản trở, hơn nữa thanh âm rất tục tằng, cái này đầy đủ đã chứng minh bản tính của hắn. Vừa bắt đầu là tại tiệm cơm rửa chén bát, về sau đến kiến trúc công trường bên trên chuyển gạch quấy xi si, măng, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, vất vất vả vả một tháng, còn không có quán ăn đêm những cái kia các tiểu thư cả đêm kiếm được nhiều nhưng ta không sợ chịu khổ còn an tâm chậm rãi làm làm khoáng đầu vận xi si, măng làm khoáng trình cứ như vậy bắt đầu cất bước rồi ta dãy kiếm được tiền cũng theo rửa chén bát thời điểm một tháng năm mươi khối càng về sau hai trăm năm trăm một nghìn gấp bội mà trướng ta cái này người cũng không có gì ai quy cao làm đều là việc tốn sức hiện tại làm bất động sản cùng vận chuyển đường sông hàng năm đều có thể lợi nhuận cái hắn năm sáu ức. Biệt thự, trong tay của ta 20 nhiều bộ đồ, xe sang trọng, ta trong ga chấm ERA 10 nhiều chiếc, cha mẹ đều là người cơ khổ, đời này không có hưởng cái gì phúc, ta hỗn, lăn lộn, trở nên nổi bật rồi, bọn hắn cũng tiến vào nắm mô. Một mực đều ở bên ngoài dốc sức làm, hiếu đạo cái đồ vật này, xem như cùng ta không dính bên cạnh. Trần Nhị Cẩu nói ra, có chút sầu não. Vũ Hàn không nói lời nào, tiếp tục nghe câu chuyện. Trần Nhị Cẩu dừng một chút, tiếp tục nói. Có tiền rồi, muốn làm gì liền làm cái đó, nhị nãy, ta bao hết sáu cái, tuy nhiên ta không có chơi qua đại học, nhưng ta bên trên đều là sinh viên, không thủy nộn, ta không muốn, hai tuyến nữ minh tinh ta cũng chơi đùa nhiều cái, như những người mẫu kia cái gì đấy, đều là may bay. 35 tuổi năm đó ta kết hôn, lấy cái thượng hải bản địa cô nương, trung thực bản phận, lớn lên cũng xem là tốt ta cũng rất yêu nàng đấy cho tới bây giờ đều không có lại để cho nàng thụ qua cái gì khổ biết rõ ta ở bên ngoài có nhị nải cũng không nói gì biết rõ nam nhân đều cái này bức tánh tình có tiền rồi tự khống chế không nổi trong đúng quân biểu diễn vũ Hàn vừa cười vừa nói trần đại ca cũng đủ không bị cản trở được rồi trần nhị cẩu tái nhật vô lực cười cười sau đó thở dài nói ra cái này người a à, nói rắn chắc cũng rắn chắc nói không rắn chắc, vậy cũng dọn vô cùng, thân thể của ta thể từ trước đến nay rất tốt, kết quả vẫn phải là bị bệnh. Vũ Hàng hỏi. Trần Đại ca được chính là bệnh gì? Dạ dày ung thư, hay là mạng cuối, sống không được mấy ngày, cho nên trong nội tâm phiền muộn. Trần Nhị Cẩu thẳng thắn nói. Vũ Hàng sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, mãnh liệt trút hai phần xì gà, trầm mặt không nói. Trần Nhị Cẩu tiếp tục chậm rãi mà nói dù sao ta đời này cũng không có gì hối hận đấy ngoại trừ chưa cho cha mẹ tận hiếu bên ngoài quê quán tiểu học trung học đều là ta đầu tư khởi công xây dựng đấy chúng ta chỗ ấy mới nông thôn trại nuôi gà nuôi bò tràng đều là ta đầu tư đấy coi như là cho các phụ lão hương thân làm giờ cống hiến bọn hắn cũng rất để mắt ta đấy trả lại cho ta làm một cái pho tượng khiến cho ta cũng như một nghệ thuật gia tự như nước ăn không quên người đào giếng trần đại ca làm những này cống hiến sẽ bị phía sau lưng nhóm. Đám bọn họ nhiều thế hệ tán dương đấy. Vũ Hàng tán dương. Trần Nhị cẩu khoát tay áo nói ra. Không trông cậy vào bọn hắn tán dương ta cái gì, hy vọng những cái kia hậu đại nhóm. Đám bọn họ về sau đều có thể con đường thực tế mà làm, giống như ta vậy, tuy nhiên nông thôn xuất thân, không có được đi học, nhưng là trải qua cố gắng của mình, vẫn là có thể thực hiện nhân sinh mộng tưởng, ăn được đấy, mặc đấy, ở tốt, cái này như vậy đủ rồi. Vẫn xong địa chấn thời điểm trong nội tâm của ta rất khó chịu, trực tiếp nạc danh cúng 500 triệu, Ngọc Thụ khi đó, trên tay của ta tài chính có chút thiếu, nhưng vẫn là nạc danh cúng 8.000 vạn. Ta không phải cái gì thế giới nhà giàu nhất, có thể làm đấy, cũng cứ như vậy nhiều hơn. Vũ Hàng nghe xong, rất là bội phục cái này Trần nhị Cẩu, Tán Dương. Trần Đại ca là thứ vĩ đại nhà từ thiện. Tiền quá nhiều, giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng nhiều giúp giúp người khác, nhiều tích giờ thiện đức, hy vọng kiếp sau có thể qua tốt đi một chút. Trần nhị cậu nói ra, rút khẩu xì gà, than nhẹ một tiếng, nói ra. Ta cũng khoái hoạt đến cùng nhi rồi, trong nhà cái kia lỗ hổng tự thừa dịp ta lúc chưa chết, thúc lấy ta lập di chúc, lại để cho ta trong năm việc nhà sản đều lưu cho con trai trưởng cùng khuê nữ. Ở bên ngoài, ta còn có hai cái con riêng, nàng tự là biết rõ cái này, sợ ta sẽ đem gia sản phân cho cái kia hai cái hài tử. Bao dưỡng mấy cái nhị nãi cũng đều tại vì chính mình ý định, hỏi ta muốn xe muốn biệt thự, thúc cái kia gọi một cái nhanh, ta giận, tự đem các nàng tất cả đều đuổi xéo đi rồi, ta hiện tại xoắn suýt chính là, ta nhà này sản làm sao chia, bởi vì ta cũng có nghĩ qua, muốn đem sở hữu tất cả gia sản đều quyên đi ra ngoài. Phú bất quá đời thứ ba, người nhà nghèo hài tử mới có thể sớm biết lo liệu việc nhà, cho bọn hắn lưu nhiều như vậy tài sản bọn hắn cũng không biết phấn đấu rồi sớm muộn đều muốn phá sản trần nhị cẩu lo lắng nói đây đúng là cái vấn đề từ xưa đến nay đều là như thế vũ hàn nói ra bên cạnh ta cái kia chút ít bằng hữu đều nói lại để cho ta chia làm bọn nhỏ đừng quyên bởi vì quyên đi ra ngoài lời mà nói cũng đều bị những cái kia bọn tham quan chiết khấu rất nhiều có thể rơi xuống hy vọng công trình hoặc là tai khu đấy ít đến thương cảm. Ta cũng đi tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý, nói cái gì đều có, đủ loại đấy. Sáng hôm nay ta nhàn rỗi không có việc gì xem báo chí, thấy được tin tức của ngươi, ta suy nghĩ lấy, còn trẻ như vậy chàng trai, sẽ chăm cứu, sẽ mát xa, còn hiểu cái này tâm lý học, hoặc là cao thủ, hoặc là tự là giả danh lừa bịp đấy, dù sao nhàn rỗi không có việc gì, sau đó liền trực tiếp dết tới đây, xem ngươi có thể hay không ra giờ mới lạ. Tư sốt bịt bợm, lại để cho ta cao hứng cao hứng. Ta không thích nghe nịnh nọc lời mà nói, bởi vì ta tự là theo cháu trai từng bước một bò cho tới hôm nay cái này độ cao. Cao độ đấy, ngươi nếu là có thể cho ra cái biện pháp lại để cho ta cảm thấy được rất thỏa đáng, ta cho ngươi ít nhất một trăm vạn thù lao. Trần nhị cẩu duỗi ra một đầu ngón tay khoa tay múa chân nói nói. Đối với Trần nhị cẩu ra tay xa hoa, Vũ Hàng biểu hiện coi như bình tĩnh. Đại trưởng phu, ba vợ bốn nàng hầu nhiều bình thường, huống chi trần đại ca có mang nhiệt tâm chi tâm, ngài phần này từ tâm yêu mến chi tình, cái kia chính là trân quý nhất tài phú. Có chút phú ông, giàu đến chảy mỡ, nhưng một phân tiền cũng sẽ không lấy ra làm chuyện tốt, tham lại tham, hướng trong chết tham, tử còn muốn mang tiếng trong quan tài, trần đại ca theo chân bọn họ so sánh với ra, cái kia quả thực tự là cao thượng không có bên cạnh rồi. Vũ Hàng tự đáy lòng tán dương. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 57 Ta đem một nửa tài sản phân cho ngươi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trần Nhị cậu nghe xong ha ha nở nụ cười, gõ gõ khói bụi, tiếp tục nói. Cao thượng có cái bướm mà dùng, những người khác có thế hảo hảo mà còn sống, tiếp tục tiêu sái, tiếp tục mục nát, ta đâu rồi, lập tức muốn gặp diêm vương rồi, người tốt sống không lâu, người xấu sống trăm tuổi a. À bằng lương tâm nói, ta ngoại trừ bao hết mấy cái nhị nải, trên sinh hoạt có chút không tốt, địa phương khác, đều cũng không tệ lắm. Vũ Hàng khẽ cười nói. Trần Đại ca không cần như vậy bi ai, ngươi bây giờ không phải là còn chưa có chết sao? Trần Nhị Cẩu kinh ngạc nhìn xem Vũ Hàng, sau đó hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Vũ Hàng hút một hơi xì gà, nhàn nhạt nói. Trần Đại ca phải cho người thân chừa chút gia sản, nhưng đừng lưu nhiều, đầy đủ bọn hắn gây dựng sự nghiệp phấn đấu, không đến mức ngủ ngoài trời đầu đường là được, còn lại đấy, cũng đừng quyên tiền mặt, đều mua thành vật dụng thực tế, nói như vậy, bọn hắn phân phối thời điểm không còn biện pháp nào tham ô rồi, đại ca đừng trách ta nói chuyện trực tiếp, người mấy cái lão bà đều hơn 30 tuổi, đang đứng ở phong nhã hào hoa giai đoạn, chờ người sau khi qua đời, khẳng định tái giá, sẽ không. Nửa đời người thủ tiết, mang theo đại ca phân cho tài sản đi qua hạnh phúc mỹ hảo tuổi già. Nói một cách khác, nếu như ngài các lão bà hiện tại chết rồi, đại ca còn sống, khẳng định cũng sẽ tái giá cái lão bà sống. Đây là nhân chi thường tình, cùng luân lý đạo đức trèo không bên trên cái gì quan hệ. Trần nhị cẩu nhìn xem vũ hàng, sau đó vừa cười vừa nói. Ngươi có thể nói với ta những này, xem ra ngươi rất có nghĩ cách. Trước khi những người kia nói với ta đấy, đều là nịnh nọt, nhìn xem bọn hắn, ta thật muốn một cái tác hô tử. Vũ Hàn nói ra. Đây chỉ là cá nhân ta kiến giải vụn về mà thôi, ta nói đại ca không cần bi ai, là có dụng ý khác. Ân. Ừ. Trần nhị Cẩu sửng sốt một chút, có chút nghe không hiểu. Ta nói là, đại ca bệnh này không là không có thuốc chữa, hao chút công phu, vẫn có thể đủ khỏi hẳn đấy. Vũ Hàng nói ra. Vũ Hàng lời nói này, tại Trần nhị cậu nghe tới, cái kia quả thực tự là miệng đầy phun phẫn, chỉ là cười ha hạ nói. Ngươi có thế thực sẽ trêu chọc ta vui vẻ, ung thư nếu có thể trị tốt lời nói, hàng năm cũng sẽ không tử nhiều người như vậy rồi, tiền nhiều hơn nữa cũng không có gì dùng, lão thiên gia muốn mạng của ngươi, ai cũng lưu không được a. À. Vũ Hàng nói ra. Hiện đại y học kỹ thuật tuy nhiên phát đạt, nhưng có chút chứng bệnh vẫn không thể trừ tận gốc. Trung y bác đại tinh thâm, có mấy ngàn năm lịch sử, trung y thần kỳ, vượt qua xa thế nhân hiện tại chỗ hiểu rõ như vậy nông cạn. Dùng sư phụ ta mà nói nói tự là, không có trúng y trị không hết bệnh, chỉ cần không phải bị ngủ mã phanh thay, tử cũng có thể cho ngươi cứu sống rồi, đại ca cái này dạ dày ung thư, đứng tại hiện đại y học góc độ mà nói, đó là bệnh bất trị, nhưng là đứng tại cổ lão trung y góc độ mà nói lời mà nói, hoàn toàn có hy vọng. Ngươi nói cái gì, có thể trị tốt. Trần nhị cẩu vù mà thoáng một phát đứng người lên, cái kia mập mạp thân thể thiếu chút nữa đem bàn trà đều cho lật tung. Vũ Hàng gật đầu nói nói. Đúng vậy. Trần nhị cẩu không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Vũ Hàng, hỏi. Thế nào trị? Vũ Hàng vừa cười vừa nói. Đại ca đừng nóng vội, ngồi xuống nghe ta chậm rãi nói với ngươi. Trần nhị cẩu không ngừng gật đầu, duy mệnh là từ mà tranh thủ thời gian ngồi xuống. Vũ Hàng hút một hơi xì gà, nói ra. Ung thư kỳ thật tựu là u ác tính, vì do khống chế tế bào sinh trưởng mọc thêm cơ chế thất thường mà khiến cho tật bệnh, ngoại trừ sinh trưởng không khống chế được bên ngoài, còn có thể bộ phận mà xâm nhập quanh mình bình thường tổ chức thậm chí đi qua trong cơ thể hệ thống tuần hoàn hoặc tuyến dịch lim.pha hệ thống chuyển dời đến thân thể những bộ phận khác. Bú lành dễ dàng thanh trừ, bình thường không chuyển di, không còn nửa phát, đối với khí quan cùng tổ chức chỉ có đè ép cùng tác tác dụng, nhưng u ác tính tựu sẽ phá hư tổ chức, khí quan kết cấu cùng công năng, khiến cho hoại tử chảy máu cũng lây, người bệnh tối chung sẽ bởi vì khí quan công năng suy kiệt mà tử vong, đây là Tây Y lý luận. Từ, Vũ bác sĩ nói tiếp. Trần Nhị Cẩu Phi thường nghiêm túc nghe giảng. Nhưng là Trung Y tựu không giống với lúc trước, Trung Y dùng âm dương ngũ hành với tư cách lý luận trụ cột, chú ý khí, hình, thần, sử dụng thuốc đông y, châm cứu, xoa bóp, mát xa, nhổ bình, khí công cùng thực liệu các loại nhiều chung phương pháp trị liệu khiến cho nhân thể đạt tới âm dương điều hòa mà khôi phục đơn giản điểm tới nói tựu là nếu là tế bào không đi làm vậy thay đổi nó máy móc có thể như thường lệ vận chuyển vũ hàn nói ra vũ bác sĩ thật lợi hại hiểu nhiều như vậy có học vấn người tựu là không giống với a trần nhị cẩu tán dương những điều này đều là thưởng thức muốn muốn chữa cho tốt ngươi cái này bệnh tự chính mình còn chưa đủ, cần đại ca hỗ trợ mới được. Vũ Hàn nói ra. Có cái gì cần cứ mở miệng, mua thuốc hay là cái gì, chỉ cần một câu nói của ngươi. Trần Nhị cậu sản khoái nói. Ta dược liệu cần thiết mua không được, phải tự mình đi trảo. Vũ Hàn nói ra. Trảo. Trần Nhị cậu có chút làm không rõ ràng. Đại ca chờ một chốc, ta đi lấy giấy bút. Vũ Hàng đứng dậy nói ra. Từ, ta không gấp, không gấp. Trần Nhị Cẩu tiếp tục mãnh liệt gật đầu, không nghĩ tới hiểu ý bên ngoài gặp được như vậy một thần nhân. Đây là cứu tinh A, à, hy vọng không phải lừa dối chính mình đấy, bằng không thì tự quá mẹ nó bi thúc dục. Vũ Hàng lấy ra giấy cùng bút, sau đó liệt ra một cái danh sách, đưa cho Trần Nhị Cẩu, nói ra. Ta cần đại ca đem cái này mấy thứ đồ đạt đều cho ta tìm đến. Tôm hùng, hỏa diễm cá cốc, con dung, biển tinh, đĩa con cua, thạch sùng, bạch tuộc, hùng con ve. Bà mẹ nó, ngươi chuẩn bị lại để cho ta ăn những này buồn nôn đồ vật à. Trần nhị cẩu dọa được nước tiểu sụp đổ, kinh ngạc mà hỏi thăm. Vũ Hàng giải thích nói. Không phải ăn, là lấy để làm dược đấy. Làm dược, những này biểu diễn có thể làm cái gì dược. Người sống cũng có thể cho ăn chết rồi. Trần nhị cẩu vô cùng nhức hết cả bi nói. Vũ Hàng vừa cười vừa nói. Đại ca nhìn kỹ xem những vật này, ngươi tự sẽ phát hiện, chúng đều là tái sinh năng lực siêu cường giáp sát loại cùng động vật có đốt, muốn trị tận gốc ung thư, nhất định phải dùng những này thần kỳ động vật làm than. Trần Nhị Cẩu bừng tỉnh đại ngộ, thở dài. Nguyên lai like là như vậy a, à, nghe thật là không hợp thói thường đấy, có được hay không à? Vũ Hàng nói ra. Cổ sư y thuật, thần thông khó lường, không có làm không được đấy, chỉ có không thể tưởng được đấy, thành cùng không thành, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đại ca cảm thấy ta là tại lừa dối ngươi, ha ha, ngươi nghĩ như vậy, ta hoàn toàn có thể đủ lý giải, dù sao biện pháp này nói ra, 10 cái có 9 cái tựu sẽ không tin tưởng. Nhưng là ngươi lại trái lại ngẫm lại, ngươi bệnh này nếu không trừng trị, thực sống không được mấy ngày, còn không bằng còn nước còn tác, dù sao sưu tập những này động vật, cũng không uổng phí cái gì tiền tài, đi bệnh viện làm mấy lần trị bệnh bằng hóa chất, cái kia đều là không nhỏ số lượng, cùng cái này so với, chênh lệch quá xa rồi, người phải có tín niệm, mới có thể đi càng dài xa, đại ca không thử lại làm sao biết trị không hết đâu này. Trần nhị cậu nghe xong, lâm vào một lát trầm mặt, sau đó cực nóng mà nhìn xem Vũ Hàng nói ra. Năm ngày, cho ta năm ngày thời gian, ta đem toàn bộ hết gì đó đều cho ngươi mang tới. Vậy phiền toái đại ca phí tâm. Vũ Hàng nói ra cái này tính toán phiền toái gì, ngươi muốn thật có thể đem ta cái này dạ dày ung thư chữa cho tốt rồi, ta đem một nửa tài sản phân cho ngươi. Trần Nhị Cẩu không cần nghĩ ngợi nói. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 58 Ngươi muốn nghịch thiên A Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ách Ta cũng không phải đồ đại ca tiền đấy ta là xem đại ca tâm địa rất tốt, làm nhiều như vậy đối với xã hội có cống hiến sự tình, cho nên mới phải xuất thủ cứu giúp đấy. Nếu những cái kia tham quan hỗn đảng tới tìm ta, ta lại để cho bọn hắn có xa lắm không cút cho ta rất xa. Vũ Hằng nói ra. Trần Nhị Cẩu nghe xong cười ha ha, nói ra. như ngươi còn trẻ như vậy người, trên xã hội không nhiều lắm nữa à? Vũ bác sĩ cái này người bằng hữu, ta Trần Nhị Cẩu giao định rồi, cho dù trị không hết ta bệnh này. Cũng đáng được rồi. Đa tạ đại ca để mắt ta. Vũ Hàng vừa cười vừa nói. Ta đây tự đi trước rồi, không quấy rầy huynh để quý giá thời gian, chờ ta đem những vật kia tất cả đều làm cho đều, ta tới nữa. Trần Nhị Cẩu nói ra. ừ, đến lúc đó nhớ rõ sớm gọi điện thoại cho ta nói một tiếng, ta cũng muốn làm làm chuẩn bị. Vũ Hàng nói ra. Đó là phải đấy. Trần Nhị Cẩu vừa cười vừa nói, đứng lên đột nhiên như là đại triệt đại ngộ tự như dùng tay vỗ vỗ đầu, nói ra. À đúng rồi, quan cao hứng, thiếu chút nữa đem chánh sự nhi đều đem quên đi. Dắt cuốn hồng đối ngoại mặt hô. Tiểu trương, tới đây một chút. Bên ngoài cái kia gọi tiểu trương bảo tiêu đẩy cửa đi đến, cung kính mà đối với trần nhị cẩu hô. Lão bản. Cặp công văn cho ta. Trần nhị cẩu thò tay nói ra tiểu trương vội vàng đưa trong tay mang theo cặp công văn đưa cho trần nhị cẩu trần nhị cẩu tiếp nhận về sau đem bên trong giày đặt một xấp trăm nguyên tiền giá trị lớn tất cả đều rút đi ra sau đó đưa cho vũ hàng nói ra vũ bác sĩ ta bình thường đi ra ngoài trên người không mang theo cái gì tiền mặt đấy đây là năm vạn khối tiền xem như hôm nay phòng khám bệnh phí vũ hàng đuổi nói gấp đại ca cái này nhiều lắm ta có bảng giá bề ngoài đấy xoa bóp mát xa năm trăm tâm lý thăm hỏi cũng là 500, nhiều hơn ta không thu đấy. Trần nhị cậu nghe xong lời này, mất hứng, trực tiếp đem tiền nhét vào vũ hàng trong tay nói ra. Thực đem ta đem làm ca lời mà nói, tiền này ngươi tự cho ta thành thành thật thật mà cầm, ta không thích nét mực, muốn ngươi bắt ngươi mượn, ngươi không quan tâm ta hiện tại tự ném đi. Thấy hắn như vậy kiên định, vũ hàng bất đắc dĩ cười cười, đành phải thông dong mà nhận lấy, cũng nói ra vậy cảm ơn Trần Ca rồi. Chuyện này, ngươi nếu đem ta cứu sống rồi, chúng ta cả nhà già trẻ đều đến cho ngươi dập đầu. Trần Nhị Cẩu nói ra. Đối với Trần Nhị Cẩu thành thật cùng thẳng thắn, Vũ Hàng phi thường ưa thích, cười cười không có nói cái gì nữa. Đem Trần Nhị Cẩu tống xuất môn, Vũ Hàng hút xì gà uống trà, nhìn xem trên bàn trà cái kia dày đặt một sấp tiền mặt, trong nội tâm có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang a. À cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy, Dương Nhụy vốn là của mình để một khách quen, kết quả cái thằng kia đùa nghịch lưu manh không trả tiền, thân là yếu thế quần thể vũ hạng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Trần Nhị Cẩu là thứ hai khách hàng, trực tiếp tự là năm vạn khối, hắn xa hoa lại để cho vũ hạng có chút thụ sủng nhược kinh, thậm chí tại tưởng tượng lấy, nếu như một ngày đến như vậy một cái, 10 thiên tự là 50 vạn, một tháng tự là 150 vạn, như vậy chính mình vẹn vẹn dùng một tháng thời gian có thể trở thành trong truyền thuyết trăm vạn phú ông, một năm thời gian có thể trở thành ngàn vạn phú ông, cái này là bực nào biến thái phát tài chi đạo. Buổi sáng thời điểm hay là khổ bức tơ, tí ti, hiện tại là được nhà giàu mới nổi, có tiền tư vị thực mẹ nó thoải mái quá thay, năm vạn khối, đầy đủ chính mình tiêu sái tốt một hồi rồi, cao hứng bừng bừng vũ hàng hoàn toàn quên trong bụng đói khác, theo trong tủ lạnh xuất ra một chai bia ngồi ở trên ghế salon uống lên đánh khai mở TV nhìn xem gần đây có hay không đẹp mắt tin tức. Thật sự là muốn cái gì đến cái gì, quả nhiên có tin tức, hơn nữa là đại tin tức. Thượng Hải ngân hàng bị đoạt rồi. Hiện nay, cướp ngân hàng loại này cao đoan phạm tội, hàng năm tổng hội trình diễn như vậy mấy ra, không chừng tựu sẽ phát sinh ở đâu tòa thành thị, còn lại quốc gia cũng là như thế này. Nói sau Trung Quốc hay là một cái phi thường thần kỳ quốc gia, phi.ly.pin cái loại này viên nhi đồng dạng quốc gia cũng dám với người định lấy làm, đoạt cái ngân hàng lại được coi là cái gì kỳ lạ quý hiếm đâu này. Bất quá lần này ngân hàng đại kiếp nạn án hiển nhiên có chút khác loại, bởi vì bọn cướp đoạt không phải tiền mặt tiền mặt, mà là trong kim khố vàng thỏi, trọng vẹn nửa tấn vàng thỏi, hạng gì khủng bố số lượng. Chỉ có thể nói đám này bọn cướp rất có nghĩ cách, hiện tại hoàng kim càng ngày càng quý, đoạt những vật này có thể so sánh tiền mặt giá trị tiền nhiều hơn cho dù trong thời gian ngắn không thể thủ tiêu tan vật bảo tồn bắt đầu coi như hoàng kim đầu tư các loại lúc nào giá vàng dâng lên rồi lại lấy ra bán đi cũng là rất tốt kiếm tiền chi đạo nhưng khi vũ hàng xem hết giám sát quay phim hắn tựu không có biện pháp lại tiếp tục bình tĩnh đi xuống cướp bóc kim khố chỉ có ba người hơn nữa tất cả đều ăn mặc tính chất đặc biệt y phục dạ hành toàn thân đều bị bao vây lấy liền con mắt đều che một tầng màu đen sa mỏng, căn bản là nhìn không ra diện mạo của bọn hắn, cái này cho phá án đã mang đến thật lớn độ khó. Trọng điểm ở chỗ, cái này ba cái bọn cướp căn vốn cũng không phải là người bình thường, mà lại xem bọn hắn cái kia kiện tráng thân thủ, thoải mái mà công chúng nhiều cảnh vệ tất cả đều cuột ngã. Trầm trọng sắt thép đại môn chừng một mét độ dày, hơn nữa có tam trọng an toàn hệ thống phòng ngự. Muốn vân tay, cái chìa khóa, giọng nói phân biệt, còn có ba đạo khóa mới có thể mở ra, cũng là bị một cái hình dáng như mãnh liệt ngưu đại hán dùng thân thể đụng cùng vách tường thoát ly, một tiếng ầm vang ngã xuống đất. Lực lây thái núi. Vũ Hàng Cả Kinh nói. Đây là võ lâm tuyệt kỹ, nhất định phải nội công cùng ngoại công gồm nhiều mặt, hơn nữa phi thường hùng hậu mới có thể luyện tựu như thế bá khí. Vũ Hàng Tuệ nhãn cao siêu, có thể nhìn ra được, cái này ba cái gia hỏa đều là người trong võ lâm, hơn nữa võ công cao cường, vậy thì không thể không khiến Vũ Hàng biểu thị nhất hết cả bi rồi, cao thủ như vậy đi cướp ngân hàng, vậy thì thật là một đoạt một cái chuẩn, ngăn đón đều ngăn không được a. À. Bình thường cảnh vệ đụng phải bọn hắn, đừng nói nổ súng, không đều khấu trừ cò súng sẽ bị lập tức cuột ngược, muốn bắt bọn hắn, càng là khó như lên trời. Lại ngư bức súng bắn tỉa cũng đừng muốn tại bọn hắn có chỗ chuẩn bị dưới tình huống đánh trúng mục tiêu, huống chi, ngươi liền bọn hắn ẩn thân nơi nào đều không dễ dàng tìm được. Vũ Hàng nhíu mày, mặt mũi tràn đầy sầu lo mà trong đầu buồn bực hút thuốc, hắn lúc này có loại tổ quốc không thống nhất, tâm tình rất phiền muộn tâm cảnh. Sự thật chứng minh, thật sự là nghiệm chứng câu nói kia, nhất hết cả bi cái gì đến cái gì, Lý Linh cô nàng kia cho Vũ Hàng đánh tới điện thoại. Này, Lý Linh, không thông qua sự đồng ý của ta đem thân phận của ta tiết lộ cho cha ngươi, ngươi sẽ không sợ ta đánh ngươi thí thí, nổ điếc. Vũ Hàng đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm, hắn đã đã biết Lý Linh gọi điện thoại cho mình mục đích. Ta không sợ ngươi đánh, ta chỉ sợ Sam Thái ghen, nàng nếu không ăn dấm lời mà nói, ngươi sợ đã thành. Lý Linh nói chuyện không đâu nói. Bà mẹ nó, ngươi muốn nghịch thiên A, à, nữ lưu manh hoành hành ngang ngược, ca sớm muộn trinh tiết khó giữ được. Vũ Hàn không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh. Đám ông lớn nhi có cái gì trinh tiết, đừng ở đàn kia giả trang thanh cao rồi, cha ta rất thưởng thức ngươi, Muốn cùng ngươi gặp mặt tâm sự Lý Linh nói ra Không nghĩ tới ta tự khinh địch như vậy mà bị ngươi cho bán rẻ Ai, cái gì thế đạo, liền chút cá nhân tư ẩn quyền lợi cũng không có Vũ Hàng Bi Thúc nói Ai bảo ngươi đem mấy người chúng ta lừa dối đi huấn luyện quân sự Sau đó chính mình chạy trốn đâu rồi Chờ chúng ta tìm được ngươi Ngươi tự đợi đến quỳ cái bàn sát sám hối A à. Lý Linh hung dữ nói Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 59 Cục trưởng đến tìm hiểu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vũ Hàng nghe xong trứng toái trên đất, bốn cái mỹ nữ thật muốn nổi giận lên, cái kia thật đúng là một kiện phi thường chuyện kinh khủng. Ngàn không nên vạn không nên, không nên nhận thức các nàng mấy cái, đẹp mắt là đã đủ rồi, sau này sẽ là không chết không ngớt mà dây dưa, có thể đem người cho phiền tử mà chuyện này vũ hàn vốn không muốn quản nhưng nhìn hiện tại ván này thế chính mình mặc kệ cũng không được bởi vì người ta đã nhìn chằm chằm vào ngươi rồi ngươi mặc kệ cái kia chính là không phục tùng đảng chỉ huy khấu trừ ngươi đỉnh đầu chụp mũ cho ngươi chịu không nổi vậy hãy để cho ba của ngươi chọn cái thời gian a à? vũ hàn nói ra còn chọn cái gì a à? hiện tại ngày nay mắc xuống tình huống cấp tốc ngươi nói ngươi ở chỗ ta lại để cho cha ta trực tiếp giết đi qua tìm ngươi. Lý Linh nói ra. Vũ Hàng bất đắc dĩ, đành phải đem địa chỉ nói ra. Lý Linh trống trống cười cười, nói ra. Vậy ngươi ngay tại gia chờ xem. Cúp điện thoại, Vũ Hàng liền đi xuống lầu ăn cơm, theo buổi sáng một mực kiên trì đến bây giờ, bụng đều nhanh đói dẹp bụng rồi, các loại Lý Linh cha của hắn đến rồi về sau, cũng không biết sẽ là cái dạng gì nữa trời đây này. Một cái bạch cắt gà, một cái tương chân giò heo, một cái cây nấm xào rau cỏ, cộng thêm hai chén cơm cùng một phần cơm cuộn trong biến mây mù súc, Vũ Hàng tốc chiến tốc thắng, ăn cái kia gọi một cái thoải mái quá thay. Vũ Hàng từ nhỏ tự ưa thích ăn thịt, hiện tại có tiền rồi, muốn ăn cái gì tự ăn cái gì, ai cũng ngăn không được, ăn uống no đủ trở về gia yên lặng chờ Lý Linh cha của hắn đại giá quan lâm. Lý Linh cha của hắn Lý Hướng Vũ tự sắc bén rồi, Thượng Hải thành phố cục trưởng cục công an, năng lượng có bao nhiêu tự nhiên không cần phải nói nhưng mà như vậy sau một đại thần vì phá đêm qua phát sinh cái này kinh thiên kim kho đại kiếp nạn án mà không thể không tự mình lái xe đi vũ hàng trong nhà bái phỏng tần gia tự nhiên cũng biết chuyện này hơn nữa cùng lý hướng vũ thông qua khí bởi vì bọn hắn không tốt ra mặt cho nên mới lại để cho lý hướng vũ tự mình đi bái phỏng vũ hàng đấy trước đây tần nghi sơn đều đem vũ hàng khoa trương đến thiên lên rồi nói vô cùng kỳ diệu chính mình khuê nữ Lý Linh cũng đem Vũ Hàng nói ngưu bức sắc bén uy mãnh bá khí, đối với như vậy một người nam nhân, Lý Hướng Vũ thực sự muốn gặp hiểu biết thức. Đi theo Lý Hướng Vũ đi chính là phó cục trưởng cùng một vị cục trưởng, cũng không phải người bình thường vật, kết quả các loại Vũ Hàng mở cửa, ba vị này công an cơ cấu đại thần đều ngây ngẩn cả người. Tại bọn hắn trong tiềm thức, có thể xem bói hỏi quẻ đại sư nhất định là tóc trắng xóa, gầy như que củi lão giả lại không nghĩ rằng vũ hàng vậy mà tuổi trẻ thành như vậy thật sự là nghịch thiên nhưng lại thần kỳ mà đẹp trai thuộc về bỏ đi cái chủng loại kia ngài tựu là lý linh phụ thân lý cục trưởng a vũ hàng khẽ cười nói lý hướng vũ lý hướng vũ thò tay mỉm cười nói vũ hàng hai người nắm tay ba vị mời đến địa phương nhỏ đừng chú ý vũ hàng nhượng bộ làm ra thỉnh thế chuyện này đại sư nói đùa lý hướng vũ vừa cười vừa nói ba người ngồi xuống vũ hàng liền cho bọn hắn pha trà lần lượt thuốc cái này ba cái đều là trung niên nhân cũng có thể làm vũ hàng phụ thân rồi nhưng là đối với vũ hàng người trẻ tuổi này đều là rất cung kính không dám có chút lười biếng vũ hàng cũng ngồi xuống mấy cái liền bắt đầu phun vân thổ vụ vũ hàng nói ra lý cục trưởng cả cái sự tình ta cũng đã biết được rồi cần ta làm cái gì lý cục trưởng cứ việc nói thẳng a à. lý hướng vũ nói ra đại sư không hổ là cao nhân vậy thì tốt ta cũng không vọng vo rồi đêm qua kim khố đại kiếp nạn án có thể nói là xưa nay chưa từng có không là vì bị cướp số lượng cực lớn mà là vì cái này ba cái bọn cướp không phải người bình thường bọn hắn lợi hại có chút biến thái bị bọn hắn kích thương nhân viên hiện tại tất cả đều tại trong bệnh viện tiến hành cứu trị tất cả mọi người chỉ là đã trúng một kích toàn thân cốt cách liền tất cả đều vỡ vụn rồi, như vậy thủ pháp, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Cuối cùng muốn nói đúng là cái kia kim khố cửa chống trộm, đạn pháo đều oanh không khai mở, hơn nữa vách tường cũng đều là xi măng cốt thép, phi thường chắc chắn, có thể chống cự mấy chục tấn trọng lực trùng kích. Có thế cái kia cái đồ biến thái bọn cướp, vậy mà dùng thân thể đem kim khố cửa chống trộm đánh rơi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều sẽ không tin tưởng đây là thật đấy. Vũ Hàng Nhạc vừa cười vừa nói. Bọn họ đều là võ lâm cao thủ, nội công thâm hậu, nhất là cái kia người cao to, ngoại công cũng phi thường cường hãn, thuộc về nội ngoại kim tu cường giả. Lý hướng Vũ nhẹ gật đầu, nói ra. Cũng là bởi vì như vậy, cái này bản án mới phi thường mà khó có thể phá án và bắt giam. Bày ở trước mặt vấn đề là, hiện tại liền bọn cướp chạy thuộc mạng ở đâu đều không thể nào biết được. Đơn giản. Vũ Hàng hút một hơi xì gà, đã tính trước nói. Lý Hướng Vũ biết rõ Vũ Hàng có xem bói xem bói năng lực, cho nên cũng không kinh ngạc, sẽ chờ hắn nói lời như vậy đâu rồi, sau đó vội vàng hỏi nói. Hôm nay tới tựu là muốn mời đại sư tính tính toán toán, xem cái này ba gã bọn cướp giấu kín ở địa phương nào, sau đó chúng ta còn muốn liên hợp quân đội, chuẩn bị đối với bọn họ một mẻ hốt gọn. Quân đội cũng không được, những người này căn bản là không sợ súng ống muốn thuyên chuyển xe tăng cùng võ trang phi cơ trực thăng, đối với bọn họ tiến hành trọng hỏa lực đã kích. Vũ hàn nói ra. Đại sư nói bọn hắn đau thương bất nhập. Lý hướng Vũ Kinh Hải nói. Cũng không phải rồi, còn không có có mạnh mẽ như vậy người, trừ phi là luyện tự bá khí lẫm nhiên ngành khí công, kim chung tráo thiết bố sam, nhưng mặc dù là luyện tự loại này hồ thể thần công, tại không có đề phòng dưới tình huống, một thương cũng có thể phát nổ đầu của bọn hắn những người này đều là khinh công trác tuyệt độ nhạy cực cao viên đạn còn không có dừng lại bọn hắn cũng đã tránh thoát rồi đến lúc đó ta phụ trách chủ công cần các ngươi trọng hỏa lực yểm hộ nói cách khác tự chính mình cũng đánh không lại ba người liên thủ vũ hàn nói ra đại sư nguyện ý tự thân xuất mã cái này thật sự là quá tốt lý hướng vũ kích động nói ân ừ, ta vậy thì xem bói vấn thiên xem bọn hắn giấu kín ở địa phương nào Vũ Hàn nói ra. Lý Hướng Vũ liên tục gật đầu, nói ra. Hảo hảo. Đem xì gà đặt ở trong cái gạt tàn thuốc, Vũ Hàn nhắm mắt ngưng thần, véo chỉ bói, sau một lát, Vũ Hàng mở to mắt, nói ra. Còn tại Thượng Hải thành phố trong phạm vi. Ở nơi nào? Lý Hướng Vũ hỏi. Kim Sơn khu bãi biển phụ cận. Vũ Hàn nói ra, từ dưới bàn xuất ra giấy cùng bút, đem kỹ càng địa chỉ viết xuống đến đưa cho lý hướng vũ nói ra chỗ đó có một cái vứt đi nhà máy hóa chất bọn hắn tự ổ núp ở bên trong nhà máy hóa chất ba mặt hoang vu mặt phía nam tới gần bãi biển đó là một rất tốt chỗ ẩn thân mặc dù là bị phát hiện rồi cũng có thể trong thời gian ngắn nhất theo đường biển chạy thục mạng xem ra hành động của bọn hắn bố trí rất chu đáo chặt chẽ a à. cũng không phải ba cái con người lỗ mãn sau lưng khẳng định còn có người ủng hộ ta muốn cũng thế đã xác định giấu kín địa điểm, ta đây lập tức phát ra mệnh lệnh, chuẩn bị hành động, bắt phạm tội hiềm nghi người quy án. Lý hướng Vũ nói ra. Đừng. Vũ Hàng nói ra. Đại sư, có cái gì không ổn sao? Lý hướng Vũ hỏi. Ban ngày nhãn mục chúng ta, không tốt ra tay, chúng ta muốn là như thế này huy động nhân lực đi, dân chúng nhất định sẽ biết rõ, đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài, ảnh hưởng không tốt. Vũ Hàng nói ra. Lý hướng Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nói ra. Đại sư quả nhiên suy nghĩ cẩn thận, hướng Vũ bội phục. Vậy thì chờ đến buổi tối lại bố trí hành động, hy vọng chúng ta mã đáo thành công. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 60 Lại để cho cha ta thu thập ngươi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com ta cũng không nhiều lưu ba vị rồi, kính xin ba vị lập tức trở về an bài, 10 giờ đêm, chúng ta tại thành phố Cục Công An đúng giờ tụ hợp. Vũ Hàng nói ra. Lý Hướng Vũ đứng dậy cùng Vũ Hàng nắm tay, nói ra. Tốt, chúng ta đây vậy thì trở về an bài. Làm phiền Lý Cục trưởng rồi. Vũ Hàng nói ra. Đây là ta phải làm đấy. Lý Hướng Vũ nói ra vũ Hàng lại cùng phó cục trưởng cùng vị kia cục trưởng phân biệt nắm tay đem ba người tiễn đưa ra ngoài cửa lúc này mới trở về phòng tiếp tục trút xì gà buổi tối hôm nay hành động xác thực có chút khó giải quyết a à, cái kia ba cái gia hỏa đều là cao thủ trong cao thủ vũ Hàng dùng một địch ba trong nội tâm cũng không chắc nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không được phép hắn chần chờ cái gì vốn hắn muốn không hỏi thế sự ít xuất hiện mà làm bình thường tiểu nam nhân nhưng không như mong muốn xã hội hết lần này tới lần khác cần trợ giúp của hắn. Không giúp còn không được, không giúp tự đánh mất luân lý đạo đức, vi phạm trời đất chứng giám, bốc lên thiên hạ to lớn sơ xuất. Bởi vì ăn quá no bụng, cho nên tự mệt trả rời, Vũ Hàn đang chuẩn bị hồi trở lại phòng ngủ ngủ cái ngủ trưa, sau đó vận sức chờ phát động, đền này thu thập ba tên khốn kiếp kia, kết quả điện thoại liền tới rồi, xem xét là Trúc Y Hương cô nàng kia, Vũ Hàn cười cười, nhận nghe điện thoại, nói ra. Đại tiểu thư, ngày đó nói cho ngươi lễ vật đâu rồi, kết quả đem quên đi, thật sự là không có ý tứ a. À, hôm nào hữu cơ sẽ gặp mặt cho ngươi thêm. Nguy rồi, ngươi nói rất đúng, Vương Đông cái kia không biết xấu hổ gia hỏa quả nhiên đem chúng ta mướn phòng sự tình nói cho ta biết ba mẹ, mẹ của ta khí lên án mạnh mẽ ta dừng lại, một chầu, nói lại để cho ta về nhà diện bích suy nghĩ qua. Ta giải thích nàng cũng không nghe, cha ta không nói gì, nhưng hắn càng trực tiếp, đang tại đi nhà của ngươi trên đường vũ Hàng, ta nói với ngươi a à, cha ta nếu đem lời nói nặng ngươi nhiều tha thứ a à, nhưng đừng động thủ đây chính là cha ta a à. trúc y hương nói ra sợ cha của hắn đem vũ Hàng chọc giận sau đó bị vũ Hàng một cái tác hô té xuống đất lên vậy thật xấu hổ chết người ta rồi vũ hàn nghe xong rất là xấu hổ nói ra ngươi xem ngươi nói ta là quân tử quân tử biết rõ không dùng tài hùng biện không động thủ ba của ngươi tới tìm ta nhất định là giáo dục ta đâu rồi, yên tâm đi, hắn nói cái gì ta đều nghe, nếu như ta giải thích cho hắn cũng không nghe lời mà nói, cái kia chuyện này coi như là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Vậy làm sao bây giờ à? Trúc Y Hương hỏi. Còn có thể làm sao, rau trộn, trong sạch của ta đều hủy trong tay ngươi rồi, ta ngay cả khóc đều không có chỗ để khóc. Vũ Hàng thở dài, bất đắc dĩ nói. Ô ô ôi, có lầm hay không, ngươi trả hết nợ bạch đâu rồi ta đầy tính toán cái gì trúc y hương hỏi ngược lại lần thứ nhất đi mướn phòng là ngươi uống say nguyên nhân chủ yếu tại ngươi chỗ ấy lần thứ hai là ngươi đưa ra mướn phòng đấy cho nên nguyên nhân vẫn còn ngươi chỗ ấy từ đầu đến cuối ta đều là yên lặng thừa nhận cái kia một cái minh bạch hay không vũ Hàn nói ra ngươi được rồi ta nói bất quá ngươi lại để cho cha ta thu thập ngươi Trúc Y Hương bất đắc dĩ rồi, nói xong liền cúp điện thoại. Cũng không là vì sinh khí, Vũ Hàng như vậy trêu chọc, trong nội tâm nàng đi nhậu vô cùng. Tiểu tử, cùng ta chơi, non lắm. Vũ Hàng vừa cười vừa nói, hút xì gà đứng tại phía trước cửa sổ, đang trông xem thế nào lấy ngoài cửa sổ náo nhiệt ồn ào náo động thành thị phong cảnh. Hoa tường quốc đúng hạng tới, mở ra một cổ màu đen rôn, Royce Phantom, phong cách tới cực điểm đây là hiển lộ rõ ràng địa vị quyền thế tốt nhất nói rõ. Rolls Royce Phantom đằng sau là một cổ poster Kien, đó là hắn bốn cái bảo tiêu. Hoa Tường Quốc thư ký, hai mươi nhiều tuổi, xinh đẹp tự nhiên không cần phải nói, chủ yếu là khí chất, mặc màu đen đồ công sở, tóc dài vãng ở sau óc, uyển chuyển dáng người có lồi có lõm, đeo hắt khung con mắt, điển hình ngự tỷ khống, hàm súc thú vị mười phần. Hai người cất bước phía trước bảo tiêu theo sát phía sau, thanh thế cũng coi như to lớn. Sau khi tới, thư ký theo như tiếng nổ chung cửa, Vũ Hàng đã đợi đãi đã lâu, cho nên không để cho bọn hắn ở ngoài cửa đợi lâu, trong chốc lát liền mở cửa phòng ra. Trong thấy hoa tường quốc về sau, không có chút nào kinh ngạc cùng bất an, lạnh nhạt tự nhiên nói. Bá phụ, mời đến. Vũ Hàng thái độ làm cho hoa tường quốc có chút kinh ngạc, nhẹ gật đầu, liền cùng thư ký đi vào bốn cái bảo tiêu thì là thủ ở ngoài cửa, như là bốn tôn môn thần bình thường uy vũ bá khí. Hai vị mời ngồi. Vũ Hàng chỉ vào phòng khách ghế sofa làm ra thỉnh thế. Hoa tường quốc cùng thư ký cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Vũ Hàng đứng tại trước bàn, khoan thai tự đắc mà hút xì gà, không đều hoa tường quốc mở miệng, hắn liền trực tiếp đến một hạ mã uy. Khả năng ngươi bây giờ còn không biết tình huống, cho nên trước đừng vọng hạ ngắt lời đừng nói lại để cho ta ly khai trúc y hương lời mà nói bởi vì chúng ta vốn tựu không có cùng một chỗ cũng đừng nói cho ta ít tiền lại để cho ta về sau vĩnh viễn cũng chớ tới gần trúc y hương bởi vì ta vốn tựu không muốn qua cần nhờ gần nàng đừng nói trúc y hương bây giờ là học ở trường giai đoạn có lẽ cho nàng kiến tạo một cái thoải mái dễ chịu không khí ta không có quấy rầy nàng hơn nữa học tập loại chuyện này trọng điểm ở chỗ cá nhân bản thân ngoại nhân tả hữu không được Đừng hỏi ta đối với Trúc Y Hương làm cái gì, chúng ta đêm hôm đó mướn phòng ngủ, hoàn toàn bất đắc dĩ, hơn nữa tiêu chuẩn gian đều là lưỡng cái giường phố, cách xa nhau cách xa vạn dặm, ta ngay cả tay của nàng đều không có phanh thoáng một phát, ngươi nếu là thật không tin mà nói, có thể đi bệnh viện làm kiểm tra, xem nàng phải hay là không thân xử nữ. Cũng đừng hỏi ta là người ở nơi nào, vì vậy râu riêng. Bá phụ, trừ đó ra, ngươi còn có cái khác muốn hỏi sao? nếu như không đúng sự thật, vậy thứ cho không tiễn xa được. Vũ Hàng thao thao bất tuyệt nói, nhổ ra một cái vòng khói, ở giữa không trung phiêu tán ra. Hoa tường quốc cùng thư ký tất cả đều ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Vũ Hàng, đây quả thực là cái quái thai. Đúng vậy, hoa tường quốc xác thực muốn hỏi những vấn đề này, thật không nghĩ đến chính là, chính mình còn chưa mở khẩu, thằng này sẽ đem sở hữu tất cả toàn bộ nói ra, hơn nữa lập tức theo bị động biến thành chủ động, hưng sư vấn tội, một phương, thì là trở thành phạm tội hiềm nghiêng người, cái này con mẹ nó cái gì thế đạo. Sửng sốt có chừng 5-6 giây, Hoa Tường Quốc mới xem như tỉnh táo lại, nhìn xem Vũ Hàng cười cười, từ trong túi tiền cũng lấy ra hộp thuốc lá, giờ căng rút lên, mãnh liệt rút hai phần, sau đó mở miệng nói ra. Người trẻ tuổi, không thể không nói, người rất có phách lực, thiếu chút nữa đem ta đều cấp trấn trụ bá phụ nói quá lời, ngài là trải qua mưa gió, kinh nghiệm sa trường hãng tướng, ta là cấp bốt nhân vật mới, vừa mới vào đời, lòng dạ cái đồ vật này cùng ta không dính bên cạnh. Vũ Hàng khẽ cười nói, hôm nay sở dĩ tới, kỳ thật cũng không có ý tứ gì khác, tự là muốn kiến thức kiến thức, đến tột cùng là dạng gì người, có thể đem hương nhi mê thành như vậy, hiện tại xem ra, nạn có thế vừa ý ngươi, đó là hợp tình lý sự tình. Hoa Tường Quốc nói ra, bá phụ quá để mắt ta rồi, ta đâu rồi, áo vải xuất thân, hai bàn tay trắng, trúc y hương đâu rồi, xuất thân hào phú, kim chi ngọc diệp, tiểu thư khuê cát, hai chúng ta tự là hai cái giai cấp tầng diện bên trên người, căn bản là đi không đến một khối. Hơn nữa ta cũng có tự mình hiểu lấy, cho tới bây giờ đều không muốn qua muốn cùng nàng phát sinh giờ sự tình gì. Cho nên nói, bá phụ cái kia chút ít lo lắng, đều là dư thừa đấy hy vọng bá phụ bá mẫu có thể hảo hảo khuyên nhủ nàng, lại để cho nàng hảo hảo học tập, về sau tìm thích hợp nam nhân của mình, thí dụ như nói Tần Hạo Giang, Trương Tĩnh Vũ, cái kia đều là nhân trung long phượng, so với ta mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Vũ Hàng nói ra, bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.